người đàn ông này đang đánh vợ. Mãi đến khi cô vợ trốn trong phòng tiện ích, cô mới thoát được một kiếp. Thế nhưng ngày hôm sau, vợ anh ta qua đời. Trong phòng thẩm vấn, Oman Sang thái độ vô cùng ngạo mạn. Anh ta liếc nhìn ảnh kiểm tra tử vong của vợ, sau đó nói theo điều 244 bộ luật tố tụng hình sự, tôi từ chối trả lời. Oman Sang kiêu ngạo, anh ta thậm chí còn có một bữa ăn xa hoa với tốc độ nhàn nhã. Tiếp theo là luật sư cũng đưa ra bằng chứng ngoại phạm của Oman Sang. Mặc dù bằng chứng là không đủ, nhưng Eun Son vẫn quyết định muốn kiện Oman Sang, người đàn ông đời thứ hai của gia đình tài phiệt. Cô cảm thấy Oman Sang chính là hung thủ gây án. Kang Win ở bên cạnh nói cô đừng quá chủ quan, chứng cứ phải được phơi bày. Đối mặt với sự tự tin mù quáng của cô, trưởng phòng công tố không nêu ý kiến. Ngược lại, ông cho cô biết mục đích ông giao vụ này cho một người mới như cô. Mục đích là muốn cô ấy phân biệt giữa ham muốn và thực tế. Phía bên kia cảnh sát đã đến nhà của Oman Sang để điều tra. Khi được hỏi về vụ án, trái với thông thường bảo mẫu lại chuyên tâm vào công việc của riêng mình. Vào buổi tối trở lại văn phòng, Eun Son đang vui vẻ mang theo đồ ăn đến cho mọi người, thì nhận được đã biết được một tin sốc. Vợ của Oman Sang, Quân Hee-gung có thể qua đời do tai nạn mà không phải bị sát hại. Eun Son không nghe nổi tin tức này, ngay lập tức lao xe đến viện pháp y và tìm thấy Baek Boom. Cô chất vấn anh ấy tại sao nguyên nhân tử vong của Quân Hee-gung lại được viết là tử vong do tai nạn. Cô ấy chất vấn anh đã nhận số tiền bao nhiêu để biến một vụ án trở thành một tai nạn. Baek Boom nói, trước khi báo cáo được phát hành, anh đã nhận được kết quả kiểm tra. Kết quả không khả quan vì nạn nhân đã sử dụng một loại thuốc trị nấm chân. Thế nhưng Eun Son vẫn không chấp nhận lý do này, không ngừng nghỉ đặt câu hỏi liệu Baek Boom có đạt được lợi ích nên cố tình bóp méo sự thật hay không. Vì vậy, lá bài cảm xúc đã được tung ra anh không có cảm xúc, cũng dễ hiểu vì anh đã nhìn thấy quá nhiều xác chết cứng đơ. Nhưng Baek Boom đáp lại rằng không cứng, sau thời gian nó sẽ không cứng. Thấy không thể dùng từ cứng, Eun Son chuyển qua nói, vậy thì do anh chỉ chạm vào quá nhiều xác chết lạnh lẽo như thế này thôi. Eun Son thấy không thể đáp lại Baek Boom, cô chỉ có thể chuyển hướng chỉ trích, mắng chửi anh là người gắt gỏng. Baek Boom không nhịn được Eun Son mãi đi theo mình chỉ trích, anh hỏi ngược lại Eun Son, muốn biết cô đã từng nhìn kỹ nạn nhân chưa? Có vẻ như Eun Son không thể đáp lại, cô trở về bắt đầu tập trung vào việc nghiên cứu những bức ảnh của người quá cố. Cô nhớ lại Baek Boom đã chăm chú người bàn chân của nạn nhân. Vì vậy, cô tìm một chiếc kính lúp và quan sát kỹ hơn. Sau một hồi quan sát, cô phát hiện ra rằng nạn nhân hoàn toàn không có dấu hiệu của việc bị nấm chân. Vậy tại sao cô ấy lại uống thuốc chống nấm? Eun Son ngay lập tức đi tìm bảo mẫu của nạn nhân. Bởi vì cô ấy cần nhân chứng. Nhưng bảo mẫu vì sợ mất việc nên rất kín miệng, không tiết lộ bất cứ điều gì. Eun Son đột nhiên nhớ đến bức ảnh của bảo mẫu và Quân Hee-gung. Điều này cho thấy họ có mối quan hệ rất thân thiết. Vì vậy, lá bài cảm xúc một lần nữa được sử dụng. Điều này đã phá vỡ hoàn toàn sự hàng rào tâm lý của người bảo mẫu. Cuối cùng bà ấy đồng ý làm chứng. Hôm nay là ngày đòi lại công lý cho nạn nhân. Công tố viên Eun Son và cộng sự cũng lao đến hiện trường phiên tòa với tốc độ chiến thắng. Đây là vụ án đầu tiên của Eun Son kể từ khi nhậm chức. Cô không khỏi có chút lo lắng. Cuộc thẩm vấn bắt đầu. Đầu tiên cô yêu cầu nhân chứng, người bảo mẫu kể cho cô nghe về những gì thường ngày xảy ra. Người bảo mẫu như trút hết bao nhiêu uất ức trong lòng, chỉ thẳng vào Oman Sang và vạch trần bộ mặt xấu xa của anh ta, liệt kê những hành động không bằng cầm thú của anh ta đối với vợ. Eun Son cũng trực tiếp tung ra những bức ảnh của nạn nhân, 37 vết thương xuất huyết dưới da, 7 chiếc xương bị gãy, 23 vết thương bao gồm cả vết đâm. Còn có một thai nhi 8 tuần tuổi trong bụng mẹ. Đó là tất cả những gì được vạch trần. Eun Son cười nhẹ, cô nghĩ mình có cơ hội chiến thắng. Nhưng không ngờ luật sư của bị cáo lại mỉm cười, trực tiếp yêu cầu người làm chứng. Quân cờ này Eun Son đã không ngờ đến. Nhân chứng không ngờ lại là bác sĩ pháp y Baek Boom. Luật sư kiêu ngạo và hỏi Baek Boom. Baek Boom lạnh lùng trả lời, không, không phải tử vong do bạo lực. Đối mặt với lời nói của Baek Boom, Eun Son trực tiếp bị sốc và Oman Sang cười. Đó chính xác là câu trả lời mà họ muốn. Sau đó luật sư lại tiếp tục hỏi, những vết thương trên cơ thể người quá cố, anh có thể chắc chắn rằng Oman Sang đã gây ra nó không? Baek Boom tiếp tục bình tĩnh trả lời danh tính của thủ phạm không thể được xác định trong quá trình khám nghiệm tử thi. Hai câu hỏi này trực tiếp làm cho Eun Son không nói nên lời. Chủ tọa phiên tòa quyết định hoãn phiên tòa, nhưng Eun Son lại đứng dậy, đi thẳng đến phía Oh Sang-man, muốn biết chân Oman Sang có bị nấm không. Luật sư Oman Sang cho rằng điều này là vô lý, tuy nhiên, chủ tọa phiên tòa đã đồng ý cho Eun Son tiến hành kiểm tra. Eun Son nhấc chân Oman Sang lên xem xét kỹ. Nạn nhân không bị nấm chân, bị cáo cũng không bị nấm chân, nhưng tại sao Oman Sang lại mua thuốc trị nấm chân? Nhưng anh ta lại giải thích vợ mình thường dùng thuốc chống đông máu. Một khi bị ngã sẽ không cầm được máu, vì vậy cô ấy thường không ra ngoài, thay vào đó anh ta thường giúp vợ đi mua đồ. Khát khao chiến thắng của Eun Son quá mạnh mẽ, đây không phải là một phẩm chất mà một công tố viên nên có. Vì vậy, chủ tọa phiên tòa quyết định gọi cô và luật sư của bị cáo đến thảo luận.
Ưng Son xin bà ấy cho mình thêm thời gian. Nhìn thấy quyết tâm của Ưng Son, cuối cùng chủ tọa quyết định cho cô cơ hội, phiên điều trần sẽ được tổ chức 3 ngày sau đó. Nếu bằng chứng vẫn chưa đầy đủ, bị cáo được trả tự do. Một chiếc xe tăng tốc trên đường, Ưng Son lái xe đến trước nhà Oman Sang lại thấy rằng họ đang di chuyển đồ đạc, tình cờ gặp Oman Sang và những người khác đang trên đường về nhà. Nhìn bộ dạng ngạo mạn kia, cô tức giận tuyên bố mình nhất định sẽ đưa anh vào tù. Sáng hôm sau, Ưng Son nhìn thấy tệp tài liệu trên bàn. Tất cả là của luật sư của Oman Sang tố cáo cô. Nhưng những điều này không làm Ưng Son sợ hãi. Cô tức giận đứng dậy, nhưng không ngờ vì dùng lực quá mạnh trên đôi giày cao gót khiến cô trẹo chân. Cô ngay lập tức nhớ đến đôi giày cao gót dự phòng có giá trị. Cô mở ngăn kéo ra, nhưng một cái gì đó đột nhiên xuất hiện trong tâm trí. Cô lập tức đi tìm Bích Bưng. Mặc dù manh mối đã bị xóa, rất khó để tìm ra manh mối trong pháp y, nhưng đôi giày này, đó là điều duy nhất từng gần gũi với nạn nhân. Và nhớ đến điều đầu tiên Oman Sang làm khi về nhà là xử lý tấm thảm. Chắc chắn có một cái gì đó mờ ám trong này. Cô ấy yêu cầu anh ấy kiểm tra nó. Thấy Bích Bưng không hề động đậy, tôi với tư cách là một công tố viên, lệnh cho anh đi làm ngay bây giờ. Ngay lúc Ưng Son tưởng rằng lời nói của mình không có tác dụng, bất ngờ Bích Bưng lại đồng ý. Trong phòng thí nghiệm, giám định y khoa cắt đế giày, sau đó đặt nó dưới kính hiển vi và nhìn vào nó. Trên đó là bụi thuốc trị nấm chân. Nó có nghĩa là ai đó cố tình nghiền nát viên thuốc. Bích Bưng gợi ý nói Ưng Son nhớ lại tình huống khi nhìn thấy cái xác. Trạng thái của cái xác khi đó không khỏi có chút kỳ lạ, như thể đã lấy một cái gì đó và bỏ nó vào túi. Bọn họ nghĩ đến, ngay lập tức kiểm tra đồ đạc của người quá cố một lần nữa. Không ngờ thực sự tìm thấy những viên nang trong túi. Bọn họ cầm viên nang lên kiểm tra và phát hiện viên nang đã được mở ra. Bọn họ suy đoán có thể hung thủ đã nghiền viên thuốc trị nấm chân để cho vào viên nang này. Ngay bây giờ, chỉ cần tìm dấu vân tay, sự thật sẽ được tiết lộ. Phiên tòa sơ thẩm đã thắng, nhưng Oman Sang rõ ràng không hạnh phúc. Đối diện với một căn phòng đầy luật sư, nhưng hiện chưa có kết quả cuối cùng trong vụ án. Anh ta chỉ có thể trút giận lên nữ luật sư ở bên cạnh. 1 giờ chiều ngày hôm đó, phiên tòa sẽ diễn ra nhưng kết quả kiểm tra vân tay vẫn chưa được công bố. Để đối phó, Bách Bưng đưa cho cô một tệp tài liệu. Đó là kết quả xét nghiệm quan hệ cha con cho thai nhi. Đối mặt với Oman Sang, người đưa ra quyền im lặng trước tòa. Ưng Son có chút bất lực nhưng cô không chịu thua cuộc. Cô tiến về phía Oman Sang, chất vấn anh có muốn biết kết quả giám định thai nhi không? Anh ta có vẻ lưỡng lự. Vào lúc Ưng Son chuẩn bị rời đi, Oman Sang đã ngăn cô lại, nói rằng anh ta muốn xem nội dung của tài liệu. Oman Sang cầm lấy tài liệu và mở nó. Tuy nhiên anh ta chỉ liếc nhìn nó một cái, sau đó ngay lập tức đưa nó vào. Tiếp theo là Ưng Son lấy ra viên nang được tìm thấy trên cơ thể của người quá cố một lần nữa và ngay tại chỗ biểu diễn toàn bộ quá trình nghiền thuốc và đổ vào viên nang đã được thay thế. Đồng thời để chứng minh, Ưng Son cũng tung ra một bức ảnh Oman Sang với những vết thương trên mặt. Những vết thương trên mặt anh ta không phải do vợ anh ta làm bị thương. Vậy những vết thương này do đâu mà có? Đối mặt với Ưng Son từng bước sỉ nhục, Oman Sang ngay lập tức giơ tay muốn đánh Ưng Son. Nhưng Ưng Son không sợ hãi mà tiếp tục tiến sát về phía anh ta. Chất vấn anh ta cũng làm như vậy với vợ mình sao? Anh ta không ngần ngại thừa nhận mình đã bạo hành vợ. Nhưng anh ta khẳng định mình không ngộ sát vợ. Những điều anh ta vừa phát ngôn đã nhận về những phản ứng tiêu cực. Mặt khác, bác sĩ pháp y cũng tìm thấy dấu vân tay trên viên nang. Nhưng không như mong đợi, chúng lại là của nạn nhân. Nghĩ tới điều gì đó, Bách Bưng lập tức nghĩ đến đôi găng tay đã thu được ở hiện trường. Anh nhanh chóng mang chúng đi xét nghiệm. Nhận được kết quả, Bách Bưng chỉ nhìn một cái, vội vã đi đến tòa án đang xét xử. Bách Bưng mang theo sự thật tột cùng bước vào hiện trường. Ưng Son lo lắng hỏi về dấu vân tay trên viên thuốc. Bách Bưng bình tĩnh trả lời, nói rằng hung thủ ban đầu muốn che giấu sự thật rằng anh ta đã tạo ra viên thuốc, vì vậy hắn ta đã đeo găng tay cao su trong lúc thực hiện. Ưng Su còn đang lo lắng không tìm ra hung thủ nhưng Bách Bưng lại nói chìa khóa để tìm ra hung thủ chính là đôi găng tay. Ông ấy sau khi kiểm tra mẫu vân tay và mồ hôi dính trên găng tay đã tìm ra kết quả đồng nhất rằng hai thứ đó đều là của cùng một người. Vốn tưởng rằng sẽ có hy vọng, không ngờ kết quả lại là chủ nhân của mẫu ADN đó chính là nạn nhân. Đây có thể hoàn toàn là một vụ quên sinh. Ưng Son hoàn toàn bối rối. Hóa ra tất cả đều là một vở kịch do người quá cố đạo diễn và diễn xuất. Mục đích của cô ấy là dùng mạng sống của mình để biến người chồng Oman Sang trở thành hung thủ giết người. Cô ấy lừa chồng ra ngoài mua thuốc, còn mình thì tìm kiếm cơ hội để tự làm điều đó. Trước khi tắt thở, cô ấy còn cố tình cầm viên thuốc trong tay. Đây là vũ khí duy nhất có thể đưa chồng cô vào tù. Sự thật cuối cùng cũng được tiết lộ, nhưng Ưng Son vẫn không cam lòng mà tiếp tục chỉ trích, nói 3 viên thuốc trong tay vợ anh, đó là sự kháng cự cuối cùng của cô ấy đối với anh ta. Cô ấy muốn anh phải bị pháp luật trừng trị thích đáng. Mặc dù vậy, Oman Sang vẫn không hề có chút động tĩnh nào. Sau đó, thẩm phán đã đưa ra phán quyết, phiên xét xử đã kết thúc. Bên cạnh đó, Ưng Son đã đấu tranh để tìm ra sự thật, nhưng cô đã hành động chủ quan và phỏng đoán hết lần này đến lần khác.
Điều này cũng khẳng định rằng cô vẫn còn một chặng đường dài phía trước, và Bách Bưng đã xử lý vụ việc với lý do tuyệt vời. Điều này cũng đã được chứng minh, trong tay hắn, dao mổ không chỉ là một thiết bị, thay vào đó, nó là một cán cân công bằng. Đèn được bật sáng, mặc đồ gọn gàng, đặt thi thể xuống. Đây là cuộc trò chuyện thứ 873 giữa Bách Bưng và người quá cố. Thời gian quay trở lại 2 giờ trước. Một hàng rào đã được thiết lập trong một nghĩa trang. Khi cần cầu nâng quan tài lên, vợ của người quá cố ở bên cạnh buồn đau đến mức suýt chút ngất xỉu. Tên cô ấy là Choi Hoa Gia, đó là khách hàng của cuộc kiểm tra thi thể này. Quan tài mở ra, bên trong là một bộ xương. Bách Bưng lập tức tiến hành kiểm tra. Nhưng đúng lúc này, một chiếc xe lao đến. Ba người phụ nữ trên xe vội vàng lao ra khỏi xe, tiến đến tấn công Choi Hoa Gia. Hóa ra họ là ba chị em gái của người quá cố trong quan tài. Họ tuyệt vọng phản đối việc đào bới thi thể em trai mình, người đã qua đời được 3 năm để kiểm tra nguyên nhân qua đời. Ba người phụ nữ như ba con mãnh thú lao vào tấn công mọi người ngăn cản, quyết tâm không cho bọn họ khám nghiệm. Thấy người thân cư xử như thế này, Bách Bưng rơi vào trầm tư. Cuối cùng ông nói với nhân viên an ninh điều gì đó, sau đó để họ khiêng quan tài ra ngoài. Choi Hoa Gia cùng loạn, nói muốn gặp cha của đứa trẻ. Nhưng quan tài vẫn được đưa lên xe. Choi Hoa Gia ngã xuống đất, nhìn chiếc xe đi xa, cô khóc trong tuyệt vọng. Về phía gia đình, ba người phụ nữ chuẩn bị hỏa táng thi thể em trai. Nhưng khi nắp quan tài được mở ra, bên trong lại hoàn toàn trống rỗng, khiến ba chị em hét lên ngạc nhiên. Hóa ra chính Bách Bưng đã trộm mất cái xác. Anh ta yêu cầu Ưng Son đưa ra lệnh khám nghiệm tử thi, chuẩn bị cho một cuộc kiểm tra thi thể bắt buộc. Bách Bưng và trợ lý chạy đua với thời gian, vội vã chạy đến cửa phòng khám nghiệm. Không ngờ, ba chị em kia cũng cùng lúc chạy đến ngăn cản bọn họ. Bách Bưng lập tức đẩy trợ lý của mình ra làm lá chắn thịt. Mấy người phụ nữ làm ầm ĩ trước cửa. Lúc này, Ưng Son cuối cùng cũng đến. Lệnh khám nghiệm tử thi đã được ban hành để ngăn bọn họ gây ồn ào. Trong phòng khám nghiệm tử thi, Bách Bưng cẩn thận kiểm tra khoang ngực của thi thể. Chiều cao của cái xác được tính bằng cách đo xương đùi. Người ta phát hiện ra rằng một mảnh hộp sọ đã bị móc. Bằng cách quét một mô hình 3D đã được vẽ, cuối cùng, kết luận đã được đưa ra. Hộp sọ bị nứt, không thể loại trừ khả năng nguyên nhất tử vong của anh ta là do bị sát hại. Người vợ đột nhiên xuất hiện 3 năm sau cái chết của người quá cố, cùng ba người chị gái muốn thừa kế di sản. Chắc là có người đang nói dối. Trong phiên tòa sơ thẩm, Ưng Son nói ra suy đoán của mình, dựa trên những manh mối để lại, cô kết luận đây rất có khả năng là một vụ án mạng, và cả người vợ lẫn ba người chị gái đều là nghi phạm của vụ án, và đều có động cơ gây án. Cả bốn người nhận được tin này đều sốc. Sau phiên tòa, ba người chị lao vào chửi mắng Ưng Son vu cáo bọn họ. Nhưng sau một hồi tranh cãi, bọn họ lại lao vào tấn công nhau, nội bộ lục đục dẫn đến một cảnh tượng náo loạn. Bên này, đội của Bách Bưng đi đến bệnh viện để tiến hành điều tra về quá trình tử vong của nạn nhân. Sau khi kiểm tra bằng máy quay mô phỏng 3D, cùng với quá trình thực hành mô phỏng, họ đã tìm ra nguyên nhân tử vong của thi thể. Ngay lúc Ưng Son đang vui mừng thì Bách Bưng dội cho cô một gáo nước lạnh, nói đây chỉ là mô phỏng. Sau khi xác nhận tất cả các nhân vật có liên quan đến vụ án, bọn họ thẩm vấn từng người. Đầu tiên là người được thuê để chăm sóc anh ta sau phẫu thuật. Thái độ của cô ấy rõ ràng không ưa thích ba cô chị gái phiền phức kia. Tiếp theo là người vợ, ba cô chị gái, và bác sĩ nội chú. Nhưng điều không ngờ là những lời khai này lại đều mâu thuẫn với nhau. Ưng Son cho rằng có thể tất cả bọn họ đều đang nói dối, nhưng Kang Win lại nghĩ rằng cũng có khả năng bọn họ đang nói thật, chỉ là vì mỗi người nhìn nhận vấn đề, dưới các góc nhìn khác nhau dẫn đến lời khai khác nhau. Đúng lúc này Ưng Son nhận được cuộc gọi, là viện pháp y báo tin, bọn họ đã có kết quả xét nghiệm độc tố trên cơ thể nạn nhân. Nhưng vấn đề được đặt ra là, hung thủ đã lấy loại thuốc này ở đâu? Ưng Son nghĩ đến điều gì đó, cô vội vàng rời đi. Ngay sau đó, cô cho người đến bệnh viện Seon thu thập tất cả các giấy tờ, bằng chứng ghi chép lại việc sử dụng loại thuốc kia. Nhưng trong lúc bọn họ không chú ý, một nhân viên cấp dưới đã lén lấy đi một tệp tài liệu. Bên ngoài, một chiếc xe chở theo một người phụ nữ vẫn luôn bám theo họ. Sau khi thu thập chứng cứ, bọn họ phát hiện liều lượng sử dụng thuốc không khớp với kho. Đây rõ ràng là dấu hiệu của việc thuốc không được mang từ bên ngoài vào mà là lấy trộm từ bệnh viện. Mấu chốt của vụ việc hiện giờ là y tá trưởng của khu VIP. Cô ấy từ lâu đã cắt đứt liên lạc với gia đình, không sử dụng thẻ tín dụng. Người này có vẻ như không muốn ai khác tìm thấy. Ưng Son làm việc đến đêm muộn mà vẫn chưa trở về nhà. Người bảo mẫu ở nhà lo lắng mang đồ ăn tới cho cô. Nhìn thấy đứa trẻ mà mình chăm sóc từ nhỏ phải làm việc vất vả, bà ấy lo lắng không thôi. Không ngờ rằng bà ấy đã giúp cô tìm ra tung tích của cô gái y tá trưởng kia. Nhận thấy manh mối, Ưng Son ngay lập tức chạy đi mà không kịp ăn tối. Cô cùng với đồng nghiệp sau khi tìm kiếm thông tin đã nhanh chóng đi đến địa chỉ được ghi nhận. Không ngờ lại đụng trúng đội của Bách Bưng đến khám nghiệm hiện trường. Không nghĩ tới nạn nhân lại chính là người mà cô đang tìm kiếm. Tại hiện trường, trong đó có cả loại thuốc được nhắc đến kia. Sau khi khám nghiệm tử thi, bọn họ phát hiện nạn nhân sau khi được tiêm loại Grab-Up-On. Khi đó nạn nhân sẽ xuất hiện hiện tượng như sử dụng Grab-Up-On quá liều.
Nhưng tồi tệ là, hung thủ khi thực hiện đã đeo găng tay, vì vậy rất khó để có được dấu vết của hung thủ. Trong lúc đang sầu não, Ưng Son đột nhiên nhớ lại cảnh tượng đã thấy ở hiện trường. Khuy ở tay áo nạn nhân đã được mở ra để kéo lên. Ưng Son lập tức mô phỏng, cô đeo găng tay và thật khó khăn để mở khuy áo. Điều này buộc cô phải tháo găng tay để làm việc này. Hành động này cho thấy hung thủ nhất định sẽ để lại dấu vân tay trên khuy áo của nạn nhân. Ưng Son hành động mà không chú ý tới, Bách Bương nhắc nhở cô lần sau nói là được rồi. Ưng Son lúc này mới hoảng hốt nhận ra mình đã thất lễ. Đi theo đến phòng khám nghiệm, bọn họ thực sự thu thập được mẫu vân tay trên khuy áo của nạn nhân. Sau khi dặn dò nhân viên pháp y hãy báo cho mình thông tin sớm nhất, cô chuẩn bị trở về nhà. Nhưng lúc này Choi Gia-hwa lại bất ngờ gọi đến, nói mình có quen biết với nạn nhân và có thể cung cấp một số thông tin, muốn Ưng Son có thể tới gặp cô ta để tiện trao đổi. Ưng Son đồng ý, đến quán cà phê của Choi Gia-hwa gặp mặt. Trong khi đó, Choi Gia-hwa đã âm thầm chuẩn bị tiếp tục thực hiện tội ác. Trong lúc pha cà phê, cô ta lén đổ thuốc vào cà phê của Ưng Son. Trong lúc hai người trò chuyện, Choi Gia-hwa bắt đầu thể hiện vai diễn của mình, kể lể tỏ ra bản thân đáng thương. Lúc này điện thoại reo lên, nhưng Ưng Son lại không chú ý tới. Nhìn Choi Hoa ra với những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, Ưng Son muốn lấy khăn giấy nhưng vô tình làm đổ cốc cà phê của mình. Kế hoạch đầu độc của cô ta theo cốc cà phê mà biến mất. Ưng Son nhanh chóng vào nhà vệ sinh để rửa. Choi Hoa ra đối với chuyện này vô cùng tức giận. Đồng thời, vào thời điểm này, các đồng nghiệp cũng lên đường giải cứu Ưng Son. Ưng Son làm sạch quần áo trong phòng tắm, trong khi đó Choi Hoa ra bị co giật, vấp ngã trong việc tìm kiếm thuốc. Sau đó cô ta âm thầm đeo găng tay. Vì việc cho Ưng Son uống cà phê chứa độc không thành công, ngay khi Ưng Son đi ra ngoài, may mắn Ưng Son phản ứng kịp, cô tuyệt vọng chống lại bằng cách đẩy Choi Gia-hwa ra và chuẩn bị trốn thoát, nhưng đã bị kéo lại. Hai người lao vào giằng co, Ưng Son cố gắng đẩy Choi Hoa ra xuống, cô ta lao tới đè Ưng Son xuống. Ưng Son trong thời khắc quan trọng lấy được một vật, lật ngược tình thế. May mắn lúc này đồng nghiệp lập tức có mặt, ngay lập tức khuất phục Choi Hoa ra. Ưng Son ở bên cạnh cũng vội vàng nói đồng nghiệp của mình nhặt lấy bằng chứng. Trong xe, Ưng Son đưa một chiếc hộp nhỏ cho đồng nghiệp, nói chìa khóa để giải quyết vụ án là xác định nó một cách nhanh chóng. Trở về văn phòng, Ưng Son kiểm tra vết sẹo trong gương. Cô nghĩ về việc bản thân bị mẹ giục cưới một cách mạnh mẽ. Người bố đã gạt bỏ công việc của cô. Ưng Son thậm chí còn bị đuổi ra khỏi nhà. Mái tóc mềm mại được buộc lên tự cổ vũ bản thân, trấn an rằng đây là những việc mà bản thân nên làm. Đến phòng thẩm vấn, Choi Hoa ra nói rằng cô bị bệnh tâm thần. Cô ta nói mình không biết về những gì vừa xảy ra. Ưng Son phớt lờ lời nói của cô ta, bằng chứng được đưa ra. Choi Hoa ra bắt đầu giả vờ ngốc. Tuy nhiên Ưng Son trực tiếp vạch trần. Hóa ra Ưng Son không phải vô tình mà là cố ý làm đổ cốc cà phê. Sau đó cô vội vào nhà vệ sinh để lấy mẫu cà phê trên áo muốn mang về xét nghiệm. Đồng thời kết quả kiểm tra mẫu vân tay trên khuy áo của nạn nhân trùng khớp với mẫu vân tay của cô ta. Bây giờ Choi Hoa ra mới bắt đầu hoảng loạn. Vốn Ưng Son trong xe đã nhận được cuộc gọi từ Bách Bươm. Kết quả vân tay đã được biết trước. Để tự vệ, cô ấy đã chuẩn bị sẵn bình xịt cay, cũng như kế hoạch lấy mẫu cà phê mang đi xét nghiệm. Đối mặt với tất cả các loại bằng chứng, Choi Hoa ra lo lắng. Ưng Son tiếp tục chất vấn, có phải cô ta đã đẩy chồng cô ấy là Dae Ok Nam? Tại sao cô ta lại đẩy anh ấy? Hai người có xô xát không? Ngay khi nghe những lời này, Choi Hoa ra ngay lập tức giãn ra, cô ta biết được Ưng Son không có bất kỳ bằng chứng nào về cái chết của Dae Ok Nam. Việc sát hại người y tá kia có thể nói là do cô ta, nhưng về cái chết của Dae Ok Nam, cô ta không làm. Nói xong cô ta không khỏi chế giễu vết thương của Ưng Son, có lẽ sẽ mất một tháng để lành. Ưng Son không quan tâm, cô khẳng định mình sẽ tìm ra bằng chứng về cái chết của Dae Ok Nam. Sau đó Ưng Son đứng dậy và rời đi, Choi Hoa ra nở một nụ cười quỷ dị. Thông qua mô hình hộp sọ 3D, họ tái tạo lại chân dung của người quá cố. Các bức ảnh đã được công bố, Ưng Son giơ bức ảnh lên đối chiếu nhưng nó hoàn toàn không phải là cùng một người. Cái xác này rất có thể không phải là Dae Ok Nam. Họ ngay lập tức phân loại đất mộ. Bách Bưng kéo thi thể ra, đất từ thi thể được lấy mẫu. Ngược lại đất của nghĩa trang hoàn toàn khác với mẫu đất của thi thể. Vậy thi thể mà Bách Bưng đã khám nghiệm là ai? Ưng Son mang hai bức hình đến trước mặt Choi Hoa ra. Cô ta dường như biết đó là tình nhân của mình. Biểu cảm của Choi Hoa ra bị không khỏi bất thường. Ưng Son chăm chú quan sát nhằm tìm ra manh mối. Họ tìm thấy công ty làm dịch vụ tang lễ. Bên đó đã xác nhận rằng thực sự có một vụ di chuyển mộ. Bằng cách tra cứu hồ sơ, họ tìm thấy nghĩa trang nơi Dae Ok Nam được chôn cất. Và thi thể được chôn vùi ở đây mới là Dae Ok Nam thực sự. Bách Bưng lại kiểm tra thi thể, phát hiện không có sẹo trên hộp sọ. Sau đó bắt đầu kiểm tra các mô cơ thể của thi thể. Rất nhanh liền có kết quả. Phiên tòa nhanh chóng được diễn ra. DNA trích xuất từ hai nạn nhân đã được xét nghiệm quan hệ cha con. Và kết quả đứa trẻ thực sự là con của Dae Ok Nam. Choi Gia-hwa nghe vậy liền mừng phát điên, nói rằng cô ta biết đứa trẻ là con Dae Ok Nam.
tài sản thừa kế tất cả sẽ thuộc về cô ta. Tuy nhiên lúc này Ưng Son nói tiếp rằng, trong trường hợp cô ta là hung thủ sát hại người có tài sản để thừa kế, cô ta đã mất đi quyền thừa kế. Ưng Son khẳng định cô Choi Ja-hwa không có quyền thừa kế. Nhưng cô ta không chấp nhận kết quả này. Kêu gào nói con trai mình là con của Deok Nam, vì sao mình không được thừa kế? Cô ta phát điên nhưng bị người của tòa án giữ lại. Hóa ra chồng của Choi Hoa Ja tên là Dong Sun. Nhưng cô đã kết hợp với Deok Nam Kang Dong Sik nhị đại giàu có. Deok Nam bị bệnh nan y, miễn là có con của anh ta có thể thừa kế tài sản. Sau khi mang thai, cô ta vô tình sát hại chồng mình là Dong Sun. Một là không làm, hai là không ngừng. Sau đó cô ta tiếp tục sát hại Deok Nam với y tá, người biết bí mật của cô ta. Đi kèm là hành vi cháo xác và gian lận. Khi bị phát hiện cô ta không hề tỏ ra ăn năn. Sau khi rơi nước mắt cá sấu không biết bao nhiêu lần, Choi Ja-hwa cuối cùng cũng rơi xuống giọt nước mắt hối hận. Và thông qua vụ án này, cô cũng trưởng thành hơn. Cuối cùng cũng không còn là cô nàng ngây thơ. Một người phụ nữ sống một mình đã qua đời tại nhà. Chất lỏng từ thi thể phân hủy thấm khắp nệm. Thời gian là vào mùa hè, tuy nhiên hệ thống sưởi đã được bật trong nhà. Kết quả là vết thương được bao phủ bởi những con giòi lớn. Giám định pháp y xử lý thi thể và ở cửa nhà của người quá cố, cảnh sát tìm thấy một chiếc giày đáng ngờ. Đúng lúc này một người bí ẩn gọi đến, nói rằng anh ta đã rời đi sau khi nhìn thấy hung thủ lái một chiếc xe tải màu xám để thực hiện hành vi phạm tội. Thậm chí người đó còn nhớ cả biển số xe. Khu nhà ở lớn như vậy thậm chí còn không có camera. Và Ưng Son cẩn thận tìm thấy dấu vết đáng ngờ trên mặt đất. Họ ngay lập tức thu thập nó. Vượt qua sàng lọc biển số xe, người ta phát hiện ra rằng viên cảnh sát Cha Su Ho cũng lái một chiếc xe giống như chiếc xe người tố giác đã nói. Và Ưng Son chợt nhớ ra, đôi giày mà Cha Su Ho thường mang giống hệt như chiếc giày có mặt tại hiện trường vụ án. Và cảnh sát cho biết Cha Su Ho hôm nay không đến làm việc. Họ ngay lập tức chạy đến nhà của Cha Su Ho. Và Cha Su Ho đang rửa sạch vệt huyết trên đôi tay. Cuối cùng cánh cửa cũng mở ra, đồng nghiệp của Ưng Son mở tủ giày kiểm tra ngay khi bước vào cửa. Không bất ngờ lại tìm thấy chiếc giày còn lại trong đôi giày. Đám người Ưng Son nói bây giờ anh ta hãy đi cùng mình, sẽ tốt hơn là bị đồng nghiệp bắt. Trong khi đó, các sĩ quan của đội cảnh sát cũng đã tiến hành kiểm tra lumi non trên xe mà Cha Su Ho đã sử dụng. Cha Su Ho không biết chuyện gì đang xảy ra. Kang Dong Sik yêu cầu Cha Su Ho lấy điện thoại di động ra, không ngờ Cha Su Ho lại có thêm một cái nữa. Bằng cách kiểm tra điện thoại, xem lại lịch sử cuộc gọi, phát hiện Cha Su Ho có liên lạc với người quá cố, Mi Jae. Vì vậy, Ưng Son phải kiểm tra lại Cha Su Ho. Khi biết rằng anh ta được cho là nghi phạm sát hại Mi Jae, Cha Su Ho bị sốc nặng. Anh bị sốc khi cô gái kia đã qua đời, và còn sốc hơn khi bản thân là nghi phạm. Anh vội vàng phủ nhận mình không làm chuyện đó. Nhưng anh còn chưa kịp làm gì, thì các đồng nghiệp của anh đã tìm đến để yêu cầu lấy máu của Cha Su Ho, đem đi xét nghiệm. Kang Dong Sik đuổi kịp Cha Su Ho, người đã bị tê liệt và bị kéo đi từ phía sau. Anh hỏi anh ta xem anh ta có còn nhớ chi tiết gì của đêm qua không. Cha Su Ho suy nghĩ cẩn thận. Vì say rượu, Cha Su Ho đang ngủ. Nhưng anh bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa đột ngột vang lên. Anh tức giận ngồi dậy và cảm thấy choáng váng. Anh bất ngờ thấy trên tay xuất hiện rất nhiều huyết. Sợ bị hiểu lầm, anh ngay lập tức đi rửa tay. Ký ức kết thúc. Cha Su Ho cầu xin Kang Dong Sik cứu anh ta. Đồ đệ của chính ông đã trở nên như thế này, điều này khiến Kang Dong Sik vô cùng khó chịu. Trong phòng khám nghiệm tử thi, thông qua kiểm tra phát hiện ra rằng vết thương đã phân hủy từ lâu, và ai đã là tác giả của những vết thương này. Đúng vậy, anh ta đang suy đoán về nguyên nhân tử vong của nạn nhân. Kết quả kiểm tra pháp y đã được công bố. Mặc dù với 16 vết đâm, tiếp theo là đến nhà của Cha Su Ho khám nghiệm và lấy mẫu giày. Một chiếc khăn dính máu được tìm thấy trong xe cảnh sát. Điều này càng khiến việc giải quyết vụ án trở nên khó khăn hơn. Trong đám tang Mi Jae, bạn trai của cô ấy, Jun Tae bật khóc. Anh ta tự trách mình bận rộn với các kỳ thi, không bảo vệ được Mi Jae. Anh cảm thấy có lỗi với cô ấy. Ưng Su hỏi anh ta, gần đây anh ta có nhận thấy điều gì kỳ lạ hay bất thường hay không? Jun Tae cho biết cô ấy trước đó bị một nhân viên giao hàng theo dõi. Điều đó khiến Mi Jae rất đau khổ và sợ hãi. Sau đó họ tìm thấy kẻ rình rập là nhân viên giao hàng tên Seok Jo-hun, người hiện đang làm việc công ích vì tội trước đó đã quấy rối Mi Jae. Nhưng vào ngày 27, ngày Mi Jae qua đời, anh ta lại chơi game trong một quán net, có đủ bằng chứng ngoại phạm. Vì vậy bọn họ chỉ có thể tiếp tục điều tra và thu thập chứng cứ. Đội pháp y sau khi kiểm tra tất cả các mẫu vật thu thập được, mẫu ADN trong giày, chiếc khăn bẩn trong xe và cả mẫu tóc trên sàn xe. Kết quả kiểm tra không có ngoại lệ, tất cả đều chứng minh rằng Cha Su Ho là hung thủ của vụ án. Và Ưng Son cảm thấy rằng Cha Su Ho không thể chết. Do đặc thù của trường hợp này, trưởng công tố quyết định để Kang Win xử lý vụ án. Nhưng Ưng Son muốn đi theo Kang Win, trưởng công tố cảm thấy đây là một sự kết hợp thú vị nên đã đồng ý. Ngay sau đó, Kang Win đã đến thẩm vấn Cha Su Ho, nhưng anh khẳng định mình không làm. Cha Su Ho khẳng định mình chỉ ngủ ở nhà.
nhưng Kang Win lại chất vấn, hỏi anh ta có thể chịu trách nhiệm về những gì mình nói không. Cha Su-ho im lặng, anh ta thực sự không chắc mình đã làm gì khi say rượu. Kang Win hỏi tiếp, vậy tại sao anh lại rửa tay? Cha Su-ho không nói nên lời, và ngay cả DNA của người quá cố cũng được tìm thấy trong bồn rửa. Sau đó, Kang Win lấy ra một bức ảnh của người quá cố. Cha Su-ho sắp sụp đổ, anh liên tục phủ nhận mình không phải hung thủ, cầu xin công tố viên tin mình. Cha Su-ho gào lên và khóc. Có thể hung thủ thực sự không phải là anh ta. Bách Bưng mở nắp hộp. Anh ta lấy ra ba hộp giòi sống với nhiệt độ của từng môi trường là 22 độ, 25 độ, 28 độ. Anh ta đưa số giòi này cho Sở Teo La, hướng dẫn cô ấy kiểm tra cụ thể, họ cần làm như vậy càng sớm càng tốt. Xe óc do hun đẩy xe lăn của người già, ngước lên xem tin tức về vụ án trên màn hình lớn, hắn ta cười xấu xa. Vì theo dõi Mize, anh ta đã bị Cha Su-ho bắt quả tang. Cha Su-ho cũng gặp Mize xinh đẹp vì điều này. Nhìn thấy Cha Su-ho xấu hổ trên TV, trong lòng hắn rất vui. Từ trước đến nay, nghi phạm được truyền thông nhắc đến, ngay cả luật sư cũng không muốn bào chữa cho anh ta. Cha Su-ho tuyệt vọng. Trong trường hợp tất cả các bằng chứng chống lại anh ta, làm thế nào anh ta có thể chứng minh sự vô tội của mình? Kang Win đang làm việc, Bách Bưng lúc này đến tìm anh ta lấy ra những hộp chứa giòi. Nói rằng phải mất hơn 50 giờ để giòi phát triển đến kích thước này. Cũng giống như giòi trên cơ thể nạn nhân. Bách Bưng yêu cầu Kang Win thả Cha Su-ho, nhưng Kang Win cho rằng tất cả các chứng cứ đều chỉ về phía Cha Su-ho. Trái lại Bách Bưng cho rằng, xác phân hủy và con người đều có thể nói dối, nhưng giòi sẽ không. Nhưng Kang Win lại nghĩ đến hiện trường thẩm vấn Bách Bưng, vì vụ tai nạn xe hơi lúc trước. Lúc đó, anh ta cũng chủ quan như vậy. Nhớ tới điều này Kang Win rất tức giận. Và những con giòi này là chứng cứ ngoại phạm của Cha Su-ho. Kang Win hoàn toàn không chấp nhận chứng cứ của Bách Bưng. Nhưng Bách Bưng không bỏ cuộc, anh nói mình tới đây để nói với anh ta điều này. Anh sợ rằng một công tố viên ngu ngốc như anh ta sẽ phạm sai lầm khác. Trước lúc Bách Bưng rời đi, Kang Win lại bất ngờ nói, ngay cả khi đó, anh vẫn là một tội phạm. Eun Son biết được cuộc tranh cãi của hai người đã chạy tới. Cô được giải thích, giòi trên người nạn nhân là một loại ấu trùng đã phát triển đến phân đoạn 3. Ở nhiệt độ 22 độ, phải mất 70 giờ để phát triển thành giai đoạn đoạn, mất 60 giờ ở 25 độ, mất 50 giờ ở 28 độ. Hiện trường vụ án Mize là 28 độ. Điều đó chứng tỏ cô ấy đã tử vong được hơn 2 ngày, điều đó có nghĩa là Mize qua đời vào ngày 25, và Cha Su-ho đã trực thay cho đồng nghiệp nên đã có bằng chứng ngoại phạm. Hóa ra giòi là nhân chứng thực sự. Kang Win là một người vô cùng cứng rắn nhưng cuối cùng cũng thay đổi kết luận, xem xét điều tra lại vụ án. Hung thủ rõ ràng là một tay làm việc chuyên nghiệp, biết cách che giấu bằng chứng. Bọn họ đã bị hung thủ dắt mũi. Điều này cho thấy đã có vấn đề với cuộc gọi tố cáo ngay từ đầu. Kang Win cũng đã tổ chức một cuộc họp báo, Cha Su-ho cuối cùng đã được minh oan. Họ phân tích âm thanh của cuộc gọi để báo cáo, có một sự thay đổi đáng chú ý của giọng nói. Họ hủy bỏ giọng nói để lắng nghe âm thanh xung quanh. Eun Son đã tìm thấy một manh mối. Đó là âm thanh của giàn phun nước. Ngày hôm đó trời không mưa, nên âm thanh rất có thể là từ xe tưới cây. Họ đã đến bãi tập kết xe để tìm nó. Cuối cùng, chiếc xe tải phun nước vào ngày báo cáo đã được tìm thấy, và có thể nhớ trong camera hành trình. Nhưng không may là bọn họ không thấy rõ ai đang ở trong bốt điện thoại. Mặt khác, do Hun lẻn vào căn hộ của người quá cố, anh ta bước đến cửa nhà Mize. Hắn nắm lấy một vật ở góc tường đối diện căn phòng rồi vội vã rời đi. Nhưng khi anh ta đang đi xuống cầu thang, anh ta đã bị cảnh sát chặn lại. Anh ta ngay lập tức bị bắt. Trong phòng thẩm vấn, anh ta khai bản thân thật sự không có sát hại Mize. Hóa ra từ lần trước đó anh ta theo dõi và bị Cha Su-ho bắt được. Vì không thể tiếp cận, anh ta chỉ có thể chờ khi cảnh sát đi sau đó, quay lại lấy camera bí mật đã đặt trước đó. Còn đối với án mạng, anh ta thực sự không làm. Bọn họ muốn biết anh ta đã đặt máy ảnh ở đó bao lâu. Được biết khoảng thời gian là 2 tuần, điều này cho thấy máy quay này cũng có thể được ghi lại hình ảnh vào ngày Mize qua đời. Họ mở nội dung ghi hình lên xem, thật ngạc nhiên khi thấy Mize ngã ra khỏi phòng, nhìn lại lần nữa, hóa ra là tên bạn trai trí thức Junte đang bạo hành Mize. Một hồi sau đó anh ta rời đi. Bọn họ nhanh chóng triển khai lệnh bắt giữ, nhưng Junte đã bỏ trốn. Sau khi quan sát phòng của anh ta, bọn họ biết rằng anh ta muốn trở thành một sĩ quan cảnh sát, vì vậy đã học được rất nhiều về luật. Hóa ra kỳ thi quan trọng trong miệng anh ta là được nhận vào học viện cảnh sát. Sau một hồi điều tra phát hiện anh ta đã mua vé máy bay, nhưng Kang Win lại nói đây là cách che giấu ánh mắt của mọi người. Bọn họ không thể mắc bẫy lần thứ hai. Vì vậy anh yêu cầu bọn họ, trước đó hãy liên lạc với cảnh sát sân bay yêu cầu hỗ trợ. Còn bọn họ sau đó cũng xuất phát. Trên xe, Eun Son nhận thấy có điều gì đó không ổn với khung hình, cô yêu cầu quay trở lại. Không ngoài dự đoán, một túi tập tin rơi ra khỏi nó. Đó là tất cả cuộc sống hàng ngày của Cha Su-ho. Ngoài ra còn có hình ảnh mua sắm với Mize, và còn cả ảnh chụp chung tại bến tàu. Eun Son ngay lập tức đến bến tàu. Một nhóm người đi câu cá xuất hiện trong tầm nhìn,
Trong lúc đi qua Ưng Son, một trong số họ cố tình dừng lại một chút, sau đó bỏ đi. Ưng Son nhận ra có điều gì đó không ổn, vội vàng đi theo, nhưng khi tìm kiếm lại không thành công mà còn bị kéo đi. Ưng Son đẩy mạnh vào tường, Jun Tae kéo dây câu ra, đặt nó trước cổ Ưng Son. Vào lúc nguy cấp, một bàn chân to lập tức đá Jun Tae sang một bên. Anh ta lập tức kéo theo một nắm xương cốt giả cỗi đuổi theo Jun Tae đã đi vào ngõ cụt. Anh ấy hết hơi nhưng không chú ý đến Jun Tae, nhân lúc sơ hở đã tung một cú đấm. Kang Dong Sik mắng hắn là loại người không biết tôn trọng người lớn tuổi và phụ nữ. Sau đó, anh ta thấy đường và bỏ trốn. Tuy nhiên, Kang Dong Sik chạy chậm nhưng lần nào anh ta cũng có thể chặn đường của Jun Tae. Cuối cùng Jun Tae không có cách nào để trốn thoát. Hết đường chạy trốn, anh ta lao vào tấn công Kang Dong Sik, không ngờ rằng anh ta lại bị lừa một vố, bị kéo đến bên cầu thang. Trong khi Jun Tae đang gặp khó khăn, Kang Dong Sik đã còng tay hắn. Thực sự gừng càng già càng cay. Phía Kang Win và cảnh sát cũng nhanh chóng bắt kịp bọn họ. Sau khi bắt giữ được Jun Tae, bọn họ đưa về thẩm vấn. Anh ta biết được quỹ đạo cuộc sống của Cha Soo Ho, lại biết thêm về hệ thống ca làm việc của cảnh sát hình sự. Anh ta đã sử dụng tất cả kiến thức sách vở của mình để phạm tội. Jun Tae tìm thấy Cha Soo Ho say xỉn liền lái xe của anh ấy, đưa anh ấy về nhà. Vì vậy mà anh ta biết mật mã cửa nhà Cha Soo Ho. Lau vết huyết lên trên tay Cha Soo Ho khi anh ta đang ngủ. Lấy một chiếc giày khác mang tới hiện trường, bôi chất lỏng vào vô lăng, cố tình làm rơi khăn, sử dụng bộ thay đổi giọng nói để tạo báo cáo. Khi được hỏi tại sao anh ta lại ra tay với Mi-jae, anh ta nói rằng bởi vì mình yêu cô ấy. Sự chiếm hữu vô tận của anh ta khiến Mi-jae sống trong bạo lực suốt ngày, và vào ngày anh ta nghĩ rằng bạn gái của mình có liên quan đến cảnh sát Cha Soo Ho. Anh ta nói mơ hồ và tát liên tục vào mặt. Nhưng điều đó chứng tỏ tình yêu mà anh cứ nói trong miệng, tất cả đều là những lời nói dối ích kỷ. Anh ta đã ra tay với Mi-jae, nhưng anh ta lại cảm thấy rằng tất cả những điều này là lỗi của Cha Soo Ho. Vì vậy, tội ác đã được đặt lên Cha Soo Ho. Cha Soo Ho vội vã bước qua cánh cửa, muốn cho hắn một bài học nhưng hắn ta vẫn không hối cải, mà nói mình hối hận vì đã không ra tay với Cha Soo Ho. Cha Soo Ho không hiểu nhưng anh ta cho rằng anh đã giật bồ của mình. Vì vậy mà anh ta cho rằng người sát hại Mi-jae là Cha Soo Ho, chứ không phải anh ta. Cha Soo Ho rất tức giận nhưng Ưng Son lại bắt đầu nói, anh chỉ là một đứa trẻ sợ hãi và sợ bị bỏ rơi. Bởi vì Cha Soo Ho đã giúp Mi-jae vì vậy, Mi-jae đã tìm đến Cha Soo Ho. Cô ấy nói rằng mình có một người bạn, nhưng bạn trai của cô ấy lại chuẩn bị thi vào học viện cảnh sát. Bạn cô muốn báo cảnh sát, nhưng lại sợ nó sẽ ảnh hưởng đến tương lai của bạn trai cô ấy. Cha Soo Ho nói nếu anh ta đánh phụ nữ thì cô không nên nương tay. Nhưng cô ấy lại nói, vì cô ấy yêu anh ấy. Cha Soo Ho ngay lập tức hiểu rằng cô ấy đang nói về chính mình. Anh khuyến khích Mi-jae đừng chịu đựng nó, mạnh dạn tố cáo. Nhưng tất cả cảnh tượng này lại rơi vào trong mắt của Jun Tae ở một góc. Đó là lý do tại sao anh ta nghĩ Cha Soo Ho cướp người phụ nữ của anh ấy. Mi-jae bị anh ta đánh đập oan uổng, nhưng cô ấy vẫn nghĩ về tương lai của Jun Tae. Chính anh ta là người đã ra tay với người yêu mình. Sự hối hận này liệu có quá muộn màng? Kang Win đến hiện trường một vụ tai nạn xe hơi. Các vết xước có thể nhìn thấy trên chướng ngại vật đã được nhìn thấy, và Baek Bum bước ra khỏi xe với hai bàn tay bị trói. Anh ta là nghi phạm trong vụ án này. Còng tay của Baek Bum đã được tháo ra. Kang Win siết chặt nắm đấm, ra lệnh để anh ta mô phỏng hành vi phạm tội một lần nữa. Xe khởi động, đã đến lúc khúc cua nơi tai nạn xảy ra một lần nữa, thế nhưng đến phút cuối, vào thời điểm va chạm, Baek Bum lại né tránh. Kang Win chất vấn, sao đêm đó anh không né tránh? Không phải anh cố ý đâm vào nó sao? Để sát hại vị hôn thê đã thay lòng đổi dạ. Baek Bum phủ nhận nhưng Kang Win không bỏ qua. Anh biết cô ấy đang mang thai con của người khác. Vì vậy mà anh tức giận và muốn ra tay với cô ấy phải không? Trở lại hiện tại, ngày hôm nay con trai của Ma Do Nam lại giành vị trí đứng nhất. Anh ấy đang có tâm trạng tốt thì Giang Sung Ju tìm gặp anh ta, hỏi xem anh ta có thể bàn giao vụ án giao thông cho một bác sĩ pháp y khác không. Bởi vì Baek Bum rất ghét những trường hợp như vậy. Nhưng anh ta vừa nghe đến đây liền khó chịu, cho rằng những vụ án như vậy mọi người ở đây đều chẳng ai thích, và từ chối giúp đỡ. Sau khi ra khỏi phòng, Giang Sung Ju và Su Jeon đang đau khổ, không biết phải đối mặt với Baek Bum như thế nào. Lúc này Cha Soo Ho cũng hớn hở chạy đến. Khi Cha Soo Ho kể lại ngắn gọn vụ án, Baek Bum đột nhiên bước ra, xem thông tin trong báo cáo, sau đó lập tức yêu cầu chuẩn bị cho cuộc khám nghiệm ngay lập tức. Nạn nhân là một người phụ nữ. Vào đầu giờ sáng, trong khi giúp bạn trai của cô ấy đang say rượu lái xe, cô ấy đã đâm vào một cái cây lớn, trong khi bạn trai của cơ phó chỉ bị thương nhẹ. Baek Bum đang chuẩn bị trước phẫu thuật, mà do nam tâm trạng rất tốt, đứng một bên cà khịa và chế nhạo anh, nói rằng anh ta muốn có một cuộc cá cược với Baek Bum. Người nào nhanh hơn người đó thắng. Nhưng Baek Bum không quan tâm, anh từ từ tiến lại gần nạn nhân, kiểm tra kỹ càng, Baek Bum phát hiện những dấu vết trái ngược với mô tả đưa ra. Không có thiệt hại nào cho tay lái cả, cũng không có thiệt hại do va chạm. Dây an toàn cũng không được thắt chặt.
Hiện tượng khác nhau cho thấy nạn nhân đang ngồi ở ghế phụ lái. Có thể bạn trai của cô ấy đang nói dối và cố gắng trốn thoát khỏi việc lái xe khi say rượu. Bách Bưng yêu cầu Cha Suho hãy nhìn vào bên trong cánh tay của anh ta, anh sẽ biết câu trả lời. Cha Suho đến gặp người bạn trai. Nồng độ cồn trong máu của anh ta là 0,27%, anh ta khá say nhỉ. Người bạn trai lập tức khóc, trách bản thân đã uống rượu. Cha Suho hỏi anh ta ai là người đã lái xe, nhưng anh ta vẫn khẳng định cho rằng bạn gái mình là người lái. Cha Suho cưỡng chế nắm lấy cánh tay anh ta, kéo tay áo lên. Không ngoài dự đoán là dấu vết để lại của túi khí ở ghế lái. Chiếc xe đâm vào một cái cây, tay của anh ta cũng bị thương bởi một túi khí. Anh sợ bị trừng phạt. Sau khi gây tai nạn, ngay lập tức đổi chỗ với cô ấy. Nghi ngờ sẽ sáng tỏ khi sự thật được biết đến. Khám nghiệm pháp y đã hoàn tất. Việc khâu thi thể lẽ ra phải được thực hiện bởi nhà tang lễ. Nhưng lần này Bách Bưng muốn tự mình làm, cùng một người đàn ông và phụ nữ. Những vụ tai nạn giao thông tương tự, trên thực tế, anh ta không khâu vết thương. Đó là trái tim tan vỡ của chính anh ấy. Bách Bưng chẳng lẽ thật sự là tội phạm trong miệng Kang Win? Người đàn ông này rất khó chịu, những cơn ho liên tục và dữ dội khiến anh thở hổn hển. Cảm giác như sắp nghẹt thở. May mắn thay, anh đã nhìn thấy trung tâm y tế. Các bác sĩ đã khám và phát hiện anh ta bị sốt tới 39.8 độ. Tuy nhiên không đợi bác sĩ nói xong, anh ta vội vàng xin lỗi và rời đi. Trong nhà vệ sinh, một người lao công đang lau sàn nhà. Đẩy cửa mở, cô ấy hoảng loạn phát hiện một người đàn ông nằm trên mặt đất. Cô ấy sợ hãi vội gọi người đến. Cảnh sát sân bay đến ngay lập tức. Phía bên kia Eun Son đang xem tin tức, rất nhanh đồng nghiệp đã quay lại mang theo lệnh khám nghiệm tử thi cấp tốc. Trong phòng khám nghiệm, Bách Bưng lấy điện thoại từ tay Susan. Viện trưởng nói rằng, người quá cố đã đến Qatar và anh ta nghi ngờ mắc bệnh hô hấp MERS. Bách Bưng sững sờ yêu cầu Susan tiếp tục làm việc. Tuy nhiên Susan lại đặt máy ảnh xuống, lao ra khỏi phòng khám nghiệm như thể chạy trốn khỏi đây. Eun Son đến đưa lệnh khám nghiệm nhưng lại không nghe lời Bách Bưng, ở bên ngoài mà tiếp tục đi và đặt báo cáo xuống, và lúc cô quay người rời đi lại phát hiện cửa không thể mở. Bây giờ cô không thể ra ngoài. Viện trưởng cũng đến vào lúc này. Phòng khám nghiệm đã bị phong tỏa, không ai có thể rời đi. Chỉ sau đó Eun Son mới biết rằng người quá cố có thể mắc bệnh MERS. Bách Bưng ngay lập tức lấy dịch từ khoang mũi của người quá cố. Có thể nạn nhân đã tiếp xúc gần gũi với một bệnh nhân ở Qatar. Giang Sung Ju cần một người trợ giúp, nhưng Susan không thấy đâu. Viện trưởng vội vàng để cho anh ta tìm kiếm. Sau đó, Bách Bưng yêu cầu Eun Son thay áo choàng phẫu thuật. Trưởng công tố cũng biết về vấn đề này từ Mi Ho. Kang Win hoảng hốt lập tức lao như tên ra ngoài. Trong điện thoại, Kang Win nói rằng tỷ lệ mắc bệnh của căn bệnh này là 40%, anh vô cùng lo lắng cho cô. Bách Bưng lúc này có ý định tiếp tục khám nghiệm thi thể trước mặt. Điều này khiến Eun Son vô cùng sợ hãi. Cô lùi về đằng sau, vội vàng ngăn Bách Bưng lại. Nhưng Bách Bưng lại không quan tâm, anh cho rằng việc khám nghiệm càng muộn càng giống như cho tù nhân thời gian trốn chạy vậy. Tuy nhiên một mình thì không thể làm được. Vì vậy anh ta đã cần đến sự giúp đỡ của Eun Son. Bách Bưng nhờ Eun Son thực hiện nhiệm vụ chụp ảnh. Eun Son mang theo một cái thang và đứng dậy. Bách Bưng cắt mở cơ ngực và bụng của người quá cố. Eun Son sợ đến mức suýt ngất xỉu. Không may đụng phải vật sắc nhọn. Bàn tay bị cắt một đường. Huyết chảy ngay lập tức. Viện trưởng lo lắng, một vết cắt bằng dao mổ đã qua sử dụng là một vấn đề lớn. Bách Bưng lập tức rửa vết thương cho Eun Son. Sau đó yêu cầu một bộ dụng cụ khâu. Anh muốn khâu vết thương tại đó. Vết thương quá sâu, trong tình huống này cần thực hiện gấp. Bách Bưng gây tê cho Eun Son trước, sau đó khử trùng. Kang Win bất ngờ lao đến nói anh ta ngừng lại, còn nói anh ta là tội phạm, không thể cứu người. Điều này khiến các đồng nghiệp hoang mang. Bách Bưng phớt lờ, tiếp tục khâu vết thương. Điều này khiến Kang Win rất tức giận. Các đồng nghiệp vội vã tìm kiếm nhưng không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của Susan. Nhưng sau khi điều tra, phát hiện cô ấy không đi ra ngoài mà là trốn trong phòng vệ sinh khóc. Bên này, cuộc khám nghiệm tử thi tiếp tục diễn ra. Sơ gan. Bách Bưng lại ngửi ngửi dạ dày, không có gì trong dạ dày. Nhưng nội tạng là màu xanh lá cây. Bách Bưng đã gọi cho đồng nghiệp của người quá cố để đặt câu hỏi. Các đồng nghiệp cho biết ông thường xuyên bị ho và khó thở. Vợ anh thường mang cho anh thứ gì đó để ăn. Bách Bưng cho rằng bọn họ cần phải kiểm tra nhà của người đàn ông. Tuy nhiên, Ma Gia Nam ở một phía không đồng ý với tuyên bố như vậy. Anh ta hỏi xem có phì đại gan không. Bách Bưng cân phổi. Không ngoài dự đoán, trọng lượng đã vượt quá tiêu chuẩn. Tuy nhiên, bệnh gan đã được loại trừ bởi có khả năng đó là ngộ độc. Eun Son kiểm tra đồ đạc của người quá cố, từ đồ đạc để lại cho thấy gia đình anh ta chắc chắn có điều kiện. Họ ngay lập tức thành lập một biệt đội chất độc. Đến nơi ở của người quá cố, viện trưởng bước đến cửa nhà vệ sinh nữ. Họ tìm thấy Susan đang trốn. Susan khi biết rằng đó là bệnh lây truyền. Điều đó có nghĩa là cô không thể đón con gái mình từ trường một lần nữa. Cô khóc vì đau buồn. Nhưng viện trưởng đã an ủi, nói mình biết sự khó khăn của cô, và nói mình đã cho người đến đón con gái cô. Cô bé sẽ đến nhà ông.
em gái ông sẽ chăm sóc cô bé cho đến khi sự kiện kết thúc. Điều này khiến Susan cảm động không thôi. Beck bưng phủ một miếng vải trắng lên mặt nạn nhân. Anh ấy đã quá mệt mỏi để làm điều đó. Unson lại gần Beck bưng, cô phát hiện anh bị sốt cao. Lo lắng Beck bưng bị lây nhiễm virus nhưng Beck bưng khẳng định không phải vì virus không thể phát triển nhanh đến thế. Thông qua việc gọi video, Beck bưng nhìn thấy toàn cảnh ngôi nhà. Anh yêu cầu lấy những mẫu vật tại hiện trường về khám nghiệm, tấm thảm cũng cắt một miếng. Kiểm tra máy lọc không khí, mang lại bộ lọc và bể chứa nước. Mang về một số mẫu cây trồng trong chậu. Sau đó, bọn họ đi vào phòng ngủ, mang về một phần nước hoa. Sở Teola tìm một lọ thuốc ho. Ngay cả rác cũng phải được lấy đi. Ngoài ra còn có các mô máu bên trong. Kiểm tra các đồ vật trong phòng bếp. Tìm hiểu hồ sơ bệnh án của mọi người trong gia đình. Tại thời điểm này, Unson cũng cảm thấy không khỏe. Cặp nhiệt độ phát hiện 38.5 độ, cô bị sốt. Cô hoảng hốt cho rằng mình cũng đã lây bệnh. Beck bưng cho rằng đó là do nhiễm trùng máu. Nhưng vào giây phút này cô đã quá hoảng loạn. Unson kích động, cô muốn ra khỏi đây. Nhưng viện trưởng đã ngăn lại. Một khi cô ra ngoài, cả viện pháp y sẽ phải đi cách ly. Đúng lúc này bọn họ nhận được một cuộc điện thoại. Cuộc điều tra cho thấy người quá cố đã mua một số tiền bảo hiểm khổng lồ. Unson có phần bình tĩnh trở lại, cô khuyến khích Kang Win tiếp tục điều tra vụ án. Kang Win rời đi. Beck bưng kéo cơ thể nặng nề của mình về phía Unson. Tim cô đập nhanh. Beck bưng kéo tay cô, giữ huyệt đạo để kiểm tra nhịp tim chỉ cho cô cách bình tâm trở lại. Nhưng ngày sau đó Beck bưng đã ngã xuống. Điều này khiến Unson vô cùng sợ hãi. Viện trưởng nói cô mau cởi áo choàng cho anh ta. Khi cô tháo quần áo của Beck bưng, cô phát hiện trên cơ thể nổi lên mụn rộp. Beck bưng bất tỉnh đang choáng váng. Trong lúc đó, anh đã nhớ lại khuôn mặt vị hôn thê của mình. Nó nhắc lại những kỷ niệm cho anh. Đó là một ngày tồi tệ đối với Beck bưng. Ngày hôm đó, Beck bưng và Sohee đi dạo bên bờ biển. Anh mời cô ngồi xuống, trong khi đó anh ta chạy sang một bên, bí mật lấy ra chiếc nhẫn cầu hôn đã được chuẩn bị từ lâu. Anh quỳ một gối xuống, gương mặt tràn ngập hạnh phúc. Nhưng đôi mắt Sohee lại đẫm lệ. Beck bưng cẩn thận lau sạch. Anh ta còn tưởng rằng cô ấy quá xúc động, anh cầm tay cô, muốn mang cho cô ấy chiếc nhẫn. Nhưng bàn tay của Sohee lại lãnh đạm rút ra. Điều này chứng tỏ Sohee đã mất đi tình yêu với anh từ lâu. Cô nói mình đang mang thai. Beck bưng ngốc nghếch nghĩ đó là con mình. Anh ôm Sohee thật chặt, hạnh phúc nhẹ nhàng trách Sohee không cho anh biết sớm hơn. Nhưng vui mừng còn chưa được bao lâu. Bất ngờ Sohee nói, đó không phải là con anh. Đó là con của bác sĩ Kang Jong. Beck bưng lái xe, anh lái càng ngày càng nhanh. Sohee bảo anh ta đi chậm lại, nhưng Beck bưng lúc này đã mất kiểm soát. Vì sao chứ? Anh đã bị người yêu và bạn thân phản bội. Sohee không nói nên lời. Beck bưng tiếp tục tăng tốc. Gặp một khúc cua. Beck bưng đột nhiên phát hiện con đường phía trước đã bị chắn. Beck bưng lập tức né tránh nhưng bất ngờ bị chiếc xe phía bên kia làm lóa mắt. Để tránh các phương tiện đang tới, bọn họ đã va phải rào chắn. Beck bưng ngã xuống đất, anh chật vật đứng dậy. Anh mở cửa xe kiểm tra. Sohee từ lâu đã ngừng động đậy. Beck bưng cắt dây an toàn, kéo Sohee ra ngoài. Chiếc xe phát nổ. Từ khoảnh khắc đó, cuộc đời anh ta đã được viết lại hoàn toàn. Beck bưng cuối cùng cũng tỉnh lại. Hồ sơ bệnh án của người quá cố được đưa tới. Anh ta bị viêm phổi. Đúng lúc này Sở Teola mang theo gia vị nhà bếp, hạt tiêu bị pha trộn với thuốc diệt cỏ. Điều này khiến phổi của người quá cố bị sơ hóa dần. Loại chất độc này chỉ cần một chút cũng đủ để khiến một người tử vong. Và đơn thuốc đã được viết 6 tháng trước, chứng minh rằng hung thủ đã lên kế hoạch chuẩn bị trong một thời gian dài. Con trai đã qua đời, chồng và ngay cả chồng cũ cũng có những triệu chứng tương tự. Và người thụ hưởng bảo hiểm, tất cả đều là vợ anh ta. Vậy bây giờ chắc hẳn cô ta đang tìm kiếm đối tượng mới. Và Miho phát hiện ra cô ta thường đến các thẩm mỹ viện để chi tiêu, với quy mô lớn. Vì vậy họ đã cho người tới thẩm mỹ viện thăm dò. Thông qua quá trình massage, bọn họ cũng biết được thông tin rằng vợ của người quá cố đã đến nhà chồng sau đó. Họ có tất cả hồ sơ bảo hiểm của Sơn gia. Các nguyên liệu cao cấp nhất thường chỉ yêu cầu các phương pháp nấu ăn đơn giản nhất. Cắt rau củ cho vào nồi, thêm đậu phụ. Điều quan trọng là lấy ra một loại gia vị màu xanh, rắc đều vào súp. Một nồi món gây sơ gan được thực hiện. Quay đầu lại, gia vị vừa rồi đã biến mất. Cha Su Ho hỏi cô ta tìm cái này sao? Nhưng canh có vẻ hơi mặn. Cô ta nói không mặn, nhưng Cha Su Ho để cô ta nếm thử. Cô ta sợ đến mức vội vàng từ chối. Cô không thể uống được, đúng không? Sau khi sự thật được vạch trần, đội của bọn họ đi đến đưa người phụ nữ tâm địa rắn rết này ra trước công lý. Và tại thời điểm này Beck bưng cũng đã tỉnh lại, kết quả xét nghiệm đã có. Bọn họ âm tính với MERS, và Beck bưng chỉ là bị zona thần kinh. Bệnh tình cuối cùng đã được giải quyết, Beck bưng dựa vào tường, chậm rãi bước đi. Unson cũng hít thở không khí trong lành bên ngoài. Kang Win lo lắng chạy đến, muốn đưa cô tới bệnh viện. Sau khi kiểm tra phát hiện Unson không sao, anh đã bày tỏ lòng mình với cô. Tuy nhiên Unson có chút né tránh. Anh nói mình có việc gấp sau đó rời đi. Hóa ra hôm nay là ngày mất của anh trai anh ấy.
Kang Win rót rượu lên trước mặt anh trai. Thật khó để che giấu nỗi buồn của anh ta. Anh nhớ lại câu chuyện đau đớn về sự ra đi của anh trai mình. Đây là nỗi đau vĩnh cửu trong lòng anh. Trong khi đó, Baek Bum cũng xuất hiện ở đây. Anh ấy là bạn thân nhất của Kang Jong. Anh ta vốn cũng là một bác sĩ phẫu thuật. Nhưng sau khi anh trai Kang Win cùng So Hee qua đời, Kang Win đã nghĩ rằng hung thủ độc ác Baek Bum đã gây nên cái chết của bọn họ. Baek Bum giải thích, anh trai anh ta tử vong do tê liệt gân hô hấp do tiêm thuốc. Đây là loại tử vong do tự gây ra. Đây là sự thật. Nhưng Kang Win cảm thấy Baek Bum chỉ đang dùng chuyên môn để che đậy sự thật. Anh ta phải đưa Baek Bum ra trước công lý. Sung Chae đang ở trong thang máy cùng một nhóm nam sinh thì bị bọn họ đẩy lên sân thượng. Một nhóm nam sinh vây quanh cậu nhóc, không ngừng đưa ra những lời cười nhạo, nói hắn là lọ thuốc. Tất cả chuyện này chỉ vì cậu nhóc không chỉ kém tuổi họ, mà còn luôn chiếm vị trí đầu tiên mỗi lần thi. Và hôm nay cậu nhóc nằm trong phòng mổ lạnh lẽo. Khóa quần đã được mở, ngoài ra còn có một vết nứt trên đầu, có thắt đồng tử, có những vết chảy xước trước mặt. Kiểm tra móng tay, Baek Bum đã kiểm tra miệng người quá cố và phát hiện ra rằng nam sinh này chưa đầy 20 tuổi. Tài liệu răng miệng được thu thập. Tuy nhiên, sau khi xét nghiệm ADN, danh tính của người quá cố khiến viện trưởng bối rối. Để tiến hành giải phẫu, Baek Bum chuẩn bị đặt dao xuống nhưng lại bị viện trưởng chặn lại. Ông vội vã chạy đến chỗ anh ta. Ông ấy nhìn thi thể, nghĩ đến một bữa tối với Ma Do Nam. Ma Do Nam tự hào khoe con trai mình lại chiếm vị trí đầu bảng. Ma Do Nam tự hào và nói rằng nốt ruồi bình sao bắt đầu trên cổ con trai mình. Nó có nghĩa là cậu nhóc sẽ là một thiên tài. Và nốt ruồi trên cổ của người quá cố nói lên tất cả. Ông xúc động tuyên bố, đứa nhỏ này là con trai của bác sĩ Ma Do Nam. Điều này khiến tất cả các đồng nghiệp ngạc nhiên ngay lập tức. Ngay cả Baek Bum cũng sững sờ. Mặt khác, điện thoại reo nhiều lần. Điều này khiến Ma Do Nam, người đang thực hiện một cuộc khám nghiệm tử thi rất không vui. Nhận được điện thoại phát hiện là vợ mình đã gọi điện đến. Cô cho biết con trai họ đã không về nhà kể từ tối qua. Ngay cả điện thoại cũng bị tắt. Ma Do Nam hoảng hốt vội vàng đi ra ngoài tìm kiếm nhưng lại bị viện trưởng ngăn lại, đưa đến văn phòng. Anh ta vẫn còn lo lắng, muốn nhanh chóng rời đi. Nhưng viện trưởng lại chậm chạp nói, một thi thể đã được gửi đi sáng nay và danh tính vẫn chưa xác định. Tuy nhiên trên cổ nạn nhân có nốt ruồi hình tròn sao bắt đầu. Xét nghiệm DNA hiện thị 99% giống anh ta. Đầu óc Ma Do Nam trong nháy mắt trống rỗng. Viện trưởng tuyên bố Ma Sung Chae đã qua đời. Ma Do Nam vẫn không thể tin được. Lúc này anh ta tiếp tục nhận được điện thoại của vợ. Nhìn thấy viện trưởng nghẹn ngào và người vợ khóc ở đầu bên kia điện thoại khóc đau đớn. Anh ta lúc này mới tin những gì mình nghe được. Anh ta vội vã chạy đến phòng khám nghiệm trong tuyệt vọng. Baek Bum lập tức yêu cầu đồng nghiệp khóa tất cả cửa và đóng rèm. Và theo quy định, phòng khám nghiệm không cho phép các thành viên trong gia đình tiếp cận. Lần đầu tiên, bọn họ nghe thấy tiếng khóc cuồng loạn của người thân nạn nhân. Các đồng nghiệp cũng không cầm được nước mắt. Ma Do Nam đau đớn ở bên ngoài gào thét. Đừng chạm vào cơ thể con trai tôi. Nhìn trên màn hình dòng chữ, khám nghiệm tử thi, Ma Sung Chae. Người vợ ngã quỵ xuống đất khóc nức nở. Ma Do Nam cũng chạy đến đỡ vợ mình dậy. Hai người không khỏi ôm lấy nhau đau đớn. Quét 3D ngay lập tức bọn họ nhìn thấy bên trong. Gãy xương sườn, gãy xương bàn chân, gãy và lệch xương cột sống, gãy xương cánh tay phải, gãy xương đùi. Toàn bộ cơ thể không có xương nào còn nguyên vẹn, dạ dày trống rỗng. Có một chút thức ăn trong tá tràng. Điều này được gây ra bởi một cú ngã. Vẫn chưa thể biết liệu cậu nhóc có bị sát hại hay không. Nếu tự bản thân cậu nhóc, thi thể phải cách tòa nhà 2 mét. Nếu như bị đẩy, khoảng cách phải là 3 mét. Nhưng Sung Chae rơi ra xa 5 mét. Điều này rõ ràng là kỳ quặc. Nhưng mẹ tôi nói rằng anh ấy thường rất ngoan. Thậm chí khi đi bất cứ nơi nào, cậu nhóc sẽ báo cáo đúng hạn. Làm thế nào anh ta có thể ra đi mà không có lý do? Họ đến ký túc xá của Sung Chae và nhìn thấy một đống thuốc và sách trên bàn của Sung Chae. Bạn cùng phòng Jun Ha có vẻ mặt lạnh lùng. Khi Eun Son hỏi thì cậu nhóc giải thích vì lý do kỳ thi đang đến gần, chọn từ chối trả lời câu hỏi. Ma Do Nam cầm theo di ảnh của con trai mình đến cổng trường. Bảo vệ trường không cho phép họ vào do nhà trường đã có quy định. Và tại thời điểm này, một vài học sinh cư xử có phần kỳ lạ. Jun Ha dường như cũng cảm thấy tội lỗi. Cha Su Ho tìm thấy camera giám sát trong thang máy trước khi sự cố. Chính là 4 học sinh vừa rồi đưa Sung Chae lên sân thượng và tìm thấy một cảnh tượng trong thang máy. Trong nhà hàng 4 người phụ nữ đang thảo luận về vấn đề này. Họ là mẹ của 4 học sinh vừa rồi. Rõ ràng họ ghen tị với mẹ của Jun Ha. Bởi vì Sung Chae mất, Jun Ha hoàn toàn có thể thoát khỏi vị trí thứ 2.000 năm không đổi trong các kỳ thi. Điều này thực sự gây phiền nhiễu. Đúng lúc này mẹ của Sung Chae xuất hiện. Họ không giấu được sự ngượng ngùng. Mẹ Sung Chae lập tức chỉ trích, nói bọn họ trước đó đã nịnh bợ mình thế nào. Mua túi hàng hiệu, mua phiếu massage đắt tiền, còn đến nhà cô làm kim chi. Tất cả bọn họ đã cầu xin để con mình có cơ hội học tập với con trai cô. Và bây giờ, họ thậm chí không sẵn sàng hợp tác với cuộc điều tra.
nhưng dưới sức ép của Ân Son và quyền lực của phía công tố, họ buộc lấy điện thoại của con mình ra. Mi-ho lập tức kiểm tra tìm kiếm manh mối, nhưng không có gì được tìm thấy. Mẹ của Jun-ha bắt đầu chế nhạo, nói bọn họ không có bằng chứng. Ân Son lập tức lấy ra một bức ảnh, chứng minh con trai của bọn họ không thể thoát khỏi sự liên quan. Khóa quần của người quá cố bị hở, Baek Bum mô phỏng quỹ đạo đi tiểu của Sung Chae. Anh yêu cầu Jang Sung-ju cạo sạch mảng tường và mang về để kiểm tra. Theo hồ sơ của chuyên gia dinh dưỡng, Sung Chae ăn đồ ăn nhẹ và sữa vào lúc 4 giờ chiều ngày hôm đó. 5 người lên lầu lúc 6 giờ. Lúc 7 giờ, chỉ có 4 người đi xuống trong thang máy. Thi thể của Sung Chae được tìm thấy lúc 9 giờ. Nước tiểu trên mặt tường. Nó cũng là một dấu hiệu. Baek Bum nhấm nháp bánh mì và uống sữa, biến bản thân trở thành vật thí nghiệm. Điều này được sử dụng để điều tra thời gian tử vong cụ thể của người quá cố. Nhưng kết quả không khả quan. Sau đó, anh ta ép Jang Sung-ju ăn thứ mà anh ta không thích ăn nhất. Sau đó yêu cầu Jang Sung-ju nằm xuống, lần này đã có kết quả. Các chi tiết của vụ án cứ lóe lên trong đầu Baek Bum, cuối cùng anh đã viết báo cáo tử vong. Sáng hôm sau, Ma Jo-nam nhận được kết quả lại không thể chấp nhận, anh ta chất vấn Baek Bum, còn anh ta không thể nào tự ra đi được. Ma Jo-nam túm lấy cổ áo Baek Bum, sau đó một cú đấm hạ xuống mặt anh. Là một người cha, anh ta vô cùng đau buồn. Đối mặt với tiếng gầm rú của Ma Jo-nam, Baek Bum âm thầm chịu đựng. Sung Chae có ý chí cầu tiến và ngoan ngoãn như vậy, tại sao có thể nghĩ đến việc cậu bé quên sinh? Lúc này ở phòng công tố, Mi-ho lấy quần áo ra, lắp răng giả. Mi-ho đã trở thành một người lao công dọn dẹp nhà vệ sinh trong trường học. Jun-ha và một cậu bạn đang nói về Sung Chae, người đã qua đời. Cuộc nói chuyện của họ đã được nghe thấy bởi Mi-ho, người đang trốn trong buồng vệ sinh. Hóa ra Jun-ha trước đó đã bị mọi người cô lập. Ma Jo-nam đã nộp đơn từ chức. Anh ta không thể nào tin vào kết quả khám nghiệm. Anh ta quyết tâm để Baek Bum bị trừng phạt. Ân Son lật xem sách của Sung Chae. Nó đầy những mảnh vụn như thể bị dao cắt. Thế là cô đến ký túc xá của Sung Chae, quan sát bàn học của Jun-ha. Bên trên còn có những cuốn sách giống hệt như của Sung Chae. Có lẽ Ân Son đã hiểu được điều gì đó. Cô tin Jun-ha không phải là hung thủ. Sau một lời nhận xét nhẹ nhàng, Jun-ha kể lại những gì đã xảy ra ngày hôm đó. Trong một kỳ thi trước đó, Sung Chae đột nhiên ngất xỉu. Điều này khiến Jun-ha rất hạnh phúc. Các bạn cùng lớp của anh cũng đến chúc mừng anh đã giành được vị trí đầu tiên trước thời hạn. Ai biết Sung Chae rất kiên trì, ngay cả trong phòng y tế, cậu nhóc vẫn tiếp tục làm bài kiểm tra. Điều này khiến Jun-ha rất tức giận. Anh cùng bạn kéo cậu nhóc lên sân thượng. Nhưng đó chỉ là để nghiêm khắc cảnh cáo Sung Chae, coi như dạy cho anh ta một bài học. Đừng dùng đến thủ thuật đặc biệt đó. Họ sau khi chỉ trích Sung Chae thì cùng nhau rời đi, còn Sung Chae vẫn ở lại đó. Nhưng bởi vì Sung Chae đã mất sau đó, Jun-ha thực sự đã sống tự trách bản thân cả ngày. Cuộc điều tra đã có tiến triển. Đồng tử thường giãn ra sau khi tử vong, nhưng ở Sung Chae lại là trạng thái đồng tử co lại. Điều này cho thấy rằng cậu nhóc tử vong vì ngộ độc. Vết chảy xước là do đã gãi khi bị nổi mẩn. Đây là tất cả các biến chứng của việc dùng thuốc. Sở Teo La cũng phát hiện ra cơ thể của Sung Chae giống như một cái bệnh viện tổng hợp. Quá nhiều chất và các loại độc tố tổ hợp trong đó. Nhưng điều đáng chú ý ở đây là trong cơ thể của cậu nhóc còn xuất hiện hai hoạt chất vô cùng đáng ngờ. Chúng có trong một loại thuốc điều trị chứng tăng động giảm tập trung, thường được sử dụng cho lính và phi công nước ngoài. Nó có thể khiến mọi người quên đi giấc ngủ, tập trung một thời gian dài và ít mệt mỏi hơn. Nó còn khiến người ta như một thây ma hung hãn. Ngoài ra trong cơ thể cậu ta còn có chứa hoạt chất của Mai Thúy. Nó là nguyên nhân gây ra đồng tử co và nổi mẩn ngứa. Theo như lượng thuốc trong cơ thể, bọn họ chẩn đoán cậu nhóc chỉ mới dùng thuốc. Bọn họ kiểm tra bằng cách xem lại camera giám sát. Họ phát hiện ra rằng Sung Chae thực sự mang theo lọ thuốc lên sân thượng. Bọn họ lập tức đi tìm kiếm. Sau một hồi cũng tìm thấy lọ thuốc đó bị mắc ở trên cây. Ân Son để có thể giải quyết vụ án không tiếc đem cơ thể mình ra thí nghiệm. Cô đã sử dụng tất cả các loại thuốc của Sung Chae trong một lần. Ân Son lập tức sinh ảo giác. Cô lên sân thượng, chứng kiến một cảnh tượng. Cậu học sinh Sung Chae đang kéo khóa quần của mình. Cậu ấy không nhấc bệ toilet mỗi khi đi vệ sinh. Nhét thuốc vào trong miệng trong cơn choáng váng để tỉnh dậy. Anh cầu xin mẹ liệu mình có thể được ngủ một lúc không? Sau khi nhận được sự đồng ý của mẹ, cậu nhóc không thể hạnh phúc hơn, chạy vào phòng ngủ. Cuối cùng cậu cũng có thể nghỉ ngơi rồi. Sung Chae nhảy như bay đến chiếc giường, không biết rằng cú nhảy này đã kết thúc sinh mạng của mình. Nó giống như nhảy vào chiếc giường ấm áp của chính cậu. Nửa tỉnh nửa mê, Baek Bum đến bên cạnh cô đánh thức. Hóa ra để tránh cho bản thân gặp tai nạn, cô đã nói với Baek Bum mã cửa, nhờ anh tới giúp đỡ. Bây giờ vụ án có tất cả các kết quả xét nghiệm. Ma Jo-nam bối rối không thể tin, anh không biết từ đâu mà con trai mình có những thứ thuốc này. Nhưng người vợ bất ngờ đau khổ nói, chính cô ấy đã mua nó cho con trai. Chính cô ấy là người gián tiếp gây ra cái chết của Sung Chae. Cô ấy sẽ sống với sự tự trách mình trong suốt quãng đời còn lại. Trong lúc cả hai mất bình tĩnh, Ân Son trấn an cô ấy, muốn biết cô ấy đã mua loại thuốc này ở đâu.
bọn họ cần ngăn cản để không còn những nạn nhân như thế này nữa. Một người phụ nữ đến nơi buôn bán, lấy đi loại thuốc bất hợp pháp. Khi đối phương đến lấy tiền, hắn ta hoảng hốt phát hiện ra bên trong tất cả đều là báo vụn. Cha Su Ho lập tức lao đến khuất phục anh ta. Võ nghệ của anh ta cũng rất xuất sắc, có thể trực tiếp đối đầu với cha Su Ho. Nhanh chóng, kẻ xấu đã bị cảnh sát khống chế khi chạy trốn. Sau đó là đám tang của Sung Chê. Cha mẹ muốn con trai mình tiến lên phía trước, nhưng không ngờ đã đưa con trai mình vào một thế giới khác bằng chính đôi tay của mình. Mọi người cũng cùng đến chia buồn. Viện trưởng trả lại thư từ chức cho Ma Do Nam. Bách Bưng Tốt Bụng cũng ở phía xa mặc đồ đen tưởng niệm. Anh ấy có lẽ là người có thể cảm nhận được điều đó nhiều nhất. Bởi gia đình luôn là nơi bao dung nhất. Đó là những gì bạn không thể vứt bỏ. Một thi thể nam giới ngã trên mặt đất. Cảnh sát đã cố gắng hết sức để ngăn Kang Dong Sik và những người khác nhìn. Nhưng Kang Dong Sik lại nhìn kỹ hơn. Hắn sững sờ. Không ngờ rằng nạn nhân lại là đồng nghiệp của họ. Kang Huynh vội vàng chạy tới. Thấy người đàn ông là cánh tay phải của đã trở thành một thi thể. Vào lúc này, anh ấy một lần nữa sụp đổ. Nạn nhân có những vết thương ở đầu khác với những vết thương trên đầu. Ngoài chấn thương đầu và những vết tiêm, không còn vết thương nào khác. Ưn Son phát hiện một ly thủy tinh vỡ vụn trên mặt đất và có thiếu hai cái trong tủ bếp. Kang Huynh nhìn trên mặt bàn, thuốc gây tê toàn thân và thuốc gây tê ngắn hạn. Đây chẳng phải là loại thuốc anh trai anh tử vong sao? Kang Huynh lập tức nghĩ đến Bách Bưng. Hơn nữa, loại thuốc này chỉ có thể được tiêm bởi các chuyên gia y tế. Thậm chí một chút cũng có thể làm tê liệt cơ tim và khiến người đó tử vong từ từ. Kang Huynh lập tức yêu cầu cho kiểm tra lịch sử của gọi 3 tháng gần đây cùng các hoạt động trên mạng. Kiểm tra camera ở bãi đậu xe, biết đâu sẽ tìm được gì đó. Điều tra mọi xe hơi đã đỗ ở đây từ hôm qua đến sáng nay. Kiểm tra lại mọi vụ án anh ta đang theo dõi, xem anh ta có bất kỳ kẻ thù nào được hình thành bởi công việc hay không. Kang Huynh nghĩ về anh ta đã tử vong giống như anh trai mình. Vì vậy anh cực kỳ nghiêm túc. Một phút mặc niệm trước khi Bách Bưng khám nghiệm thi thể. Đúng lúc Bách Bưng bắt đầu khám nghiệm thì bị Kang Huynh ngăn cản, vội vàng tới mang theo lệnh bắt giữ. Thấy Bách Bưng bối rối, Kang Huynh giải thích một hung thủ sao có thể tự mình khám nghiệm cho nạn nhân. Hóa ra người cuối cùng liên lạc qua điện thoại với nạn nhân lại là Bách Bưng. Bởi vậy Bách Bưng trở thành nghi phạm chính. Một tờ giấy khác biến Bách Bưng thành nghi phạm. Đội khám nghiệm tử thi cũng được thay thế bởi giáo sư Hoang. Tóc của người quá cố sau đó được cạo. Vết vỡ xương sọ đã được tìm thấy. Nhìn Bách Bưng bị xeo răng Minh được đưa đi, Kang Huynh tự trách mình. Chính anh là người đã kéo Giang Min đi điều tra nguyên nhân cái chết của anh trai mình. Nhớ lại quá khứ, Han So-hee cùng Giang Min có cùng một ngày sinh nhật, lớn lên cùng nhau trong trại trẻ mồ côi. Mặc dù không có huyết thống nhưng còn tốt hơn anh chị em. Kang Huynh tặng Giang Min một món quà sinh nhật, muốn để anh ấy thêm kiên trì để có được bằng chứng về tội ác của Bách Bưng. Và bây giờ trên tay Bách Bưng là chiếc còng số 8. Nhưng nó đã đạt được bằng cách đổi lấy mạng sống của một người thân thiết. Điều này khiến Kang Huynh càng quyết tâm đưa Bách Bưng ra trước công lý. Trong phòng thẩm vấn, Kang Huynh lấy ra danh sách lịch sử cuộc gọi, chỉ ra bằng chứng liên lạc giữa anh và nạn nhân. Sau đó lấy ra hình ảnh trích xuất từ camera, chỉ ra thứ tự hành động của anh trùng khớp với thời gian ghi hình. Trong hình ảnh ghi lại cũng chỉ rõ chiều cao và cỡ giày của anh. Tất cả sâu chuỗi thành việc, tối ngày xảy ra vụ án, anh đã tới nhà Seo Jang Min, một cuộc cãi vã nảy lửa xảy ra. Sau đó cố tình xóa đi bằng chứng, lấy đi một ly nước có DNA trên đó. Thực hiện tất cả những điều trên, vừa đúng 12 giờ trở về nhà. Bách Bưng nói rằng anh ta đừng viết tiểu thuyết nữa. Nhưng Kang Huynh không dừng lại, mà anh tiếp tục lấy ra một đoạn phim trích từ camera giám sát từ 10 năm trước. Bên trong là hình ảnh Bách Bưng xuất hiện trong phòng chứa thuốc, và hai loại thuốc bị mất ngày hôm đó là loại thuốc đã khiến anh trai của Kang Huynh tử vong. Kang Huynh không ngừng dùng lời nói kích thích Bách Bưng. Anh ta muốn phá vỡ tinh thần phòng thủ của anh ấy để khiến Bách Bưng thú tội. Nhưng càng nói, Kang Huynh càng tức giận, anh nhanh tay khóa chốt cửa phòng phỏng vấn. Sau đó nhấn đè Bách Bưng vào tường. Bách Bưng từ đầu đến cuối không nói lời nào, chỉ âm thầm chịu đựng sự oán hận từ Kang Huynh suốt 10 năm. Nhìn thấy Bách Bưng trong tình trạng xấu hổ xuất hiện trên tin tức, Giang Sung Du quyết định rằng anh ta phải làm điều gì đó cho Bách Bưng. Vì vậy, anh đi tìm cha Su Ho đang trên giường bệnh. Anh muốn cha Su Ho điều tra vụ án với anh ta, chứng minh Bách Bưng vô tội. Ban đầu anh chẳng còn lưỡng lự, nhưng khi nghe nhắc đến Sở Teo La, anh chẳng lập tức hào hứng. Một người đàn ông đang mở cửa nhà nhưng bất ngờ bị khống chế. Sau đó, anh ta bị ném xuống đất. Khi hung thủ chuẩn bị tiễn người đàn ông về với ông bà, thì một người dì xuất hiện kịp thời đã cứu anh ta một mạng. Cha Su Ho bắt đầu cuộc điều tra từ những người trước đó bị Seo Jang Min bắt giữ. Một số người đã được ra tù. Nhưng có một người đàn ông tên Giang Tae Ju rất đáng ngờ. Thông qua lời kể của những người bạn tù của anh ta, biết được thông tin rằng Giang Tae Ju trước đó đã lẩm bẩm rằng sau khi ra tù nhất định phải giết một vài người nào đó để xả giận. Và chiều hướng đã có phần thay đổi. Cha Su Ho nhanh chóng mang theo tin tức chạy đến phòng công tố. Cha Su Ho chỉ ra sự tương đồng về dáng dấp cũng như cỡ giày của Giang Tae Ju hoàn toàn giống với Bách Bưng.
Tuy nhiên sự oán hận và cố chấp của Kang Hwin đối với Baek Bum đã lên tới đỉnh điểm. Anh không chấp nhận thông tin này. Cha Su Ho tiếp tục chỉ ra, nói hắn ta là một bác sĩ thú y, cũng có hai loại thuốc đó. Điều này chứng minh hắn ta đủ động cơ và điều kiện để phạm tội. Sau khi nghe phân tích của cha Su Ho, Kang Hwin vẫn không để tâm. Anh vẫn khăng khăng khẳng định điều cần thiết bây giờ là chứng minh Baek Bum có tội và cần bị kết án, không cần nghi phạm mới. Thậm chí còn cho rằng cha Su Ho là làm việc theo tình cảm và thiếu khách quan. Cha Su Ho phản bác, cho rằng anh ta không phải đang tự nói chính mình hay sao? Công tố viên Kang, bây giờ anh đã mất đi tính khách quan rồi. Khi thẩm vấn cha Su Ho, chỉ có bằng chứng được đưa ra, nhưng nói đến Baek Bum, anh ta lại tùy tiện như vậy. Cha Su Ho vô cùng thất vọng, anh mang theo sự tức giận rời đi. Để chứng minh cho phán đoán của mình, Kang Hwin đã tìm kiếm manh mối từ những người xung quanh Baek Bum. Ma Gia Nam nói rằng Baek Bum là một nhân cách phản xã hội điển hình. Giang Sung Ju nói rằng mặc dù Baek Bum thường có tính khí nóng nảy, nhưng những mặt khác đều rất tốt. Eun Son đi tìm bác sĩ Lee Hae Sung ở bệnh viện Seon và biết về quá khứ của Baek Bum với Kang Jong và So Hee. Đồng thời còn biết được lý do Baek Bum bị tai nạn y tế, đó là vì bàn tay của anh ấy bị thương trong một vụ tai nạn xe hơi. Anh ta bị đuổi ra khỏi bệnh viện. Trưởng bộ phận quản lý thuốc, người đã nghỉ hưu từ lâu, cũng nói rằng Baek Bum đã rời đi cùng ngày hai loại thuốc gây tê bị mất trong bệnh viện. Baek Bum bị trói và bước ra khỏi xe. Bọn họ cùng đến hiện trường vụ án. Bước vào hiện trường vụ án, Kang Hwin cầm lên một bức ảnh chụp chung, nói rằng Baek Bum hẳn đã ghen tị với mối quan hệ giữa Seo Jang Min và Han So Hee. Do đó Baek Bum đã làm chuyện độc ác này. Thấy Baek Bum vẫn không nói lời nào, anh ta túm lấy Baek Bum và yêu cầu anh ta mô tả hành động tại hiện trường vụ án một lần nữa. Kang Hwin lúc này tiếp tục dùng những lời lẽ cay nghiệt. Nếu 10 năm trước Baek Bum biến mất, anh trai anh ta và Han So Hee cùng đứa bé trong bụng, tất cả đều có thể hạnh phúc. Rõ ràng, Baek Bum là người bị tổn thương nhiều nhất. Bởi vì sau sự ra đi của So Hee, anh cũng tự trách mình rất nhiều. Người tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác. Dưới những lời này, Baek Bum mệt mỏi nói, tôi làm đó, vui chưa? Nghe thấy điều đó, Kang Hwin như đạt được điều mình muốn. Anh quyết định truy tố anh ta ngay khi kết quả khám nghiệm tử thi được công bố. Và phía bên kia, giáo sư Hoang đã mang đến báo cáo khám nghiệm tử thi về vụ án của Jang Min. Nhưng Kang Hwin bây giờ bị mù quáng bởi sự thù hận. Ngay cả giáo sư Hoang cũng không tin. Điều này khiến Kang Hwin không thể bình tĩnh lại. Anh cho rằng giáo sư Hoang đã sai và hung thủ là Baek Bum. Nói xong, anh đóng sầm cửa lại và bước ra ngoài. Phía cha Su Ho cũng đang điều tra về Tae-ju, kẻ đã đánh cắp thuốc. Anh ta bị phát hiện thông qua hệ thống camera giám sát và lượng thuốc là 3. Điều này cho thấy hung thủ là một tên sát nhân hàng loạt. Baek Bum cũng yêu cầu một bản báo cáo khám nghiệm tử thi từ Eun Son. Sau khi xem đi xem lại trong phòng của trại tạm giam, nhìn vào kết luận tử vong, anh suy nghĩ một chút. Sau đó yêu cầu được gọi điện. Trong phòng thẩm vấn, đối diện với Kang Hwin, Baek Bum cho rằng không thể loại trừ khả năng bị sát hại của anh ta trong trường hợp này. Biết rằng điều đó sẽ còn gây bất lợi hơn cho bản thân, nhưng Baek Bum đã yêu cầu một cuộc kiểm tra khác. Kang Hwin suy nghĩ hồi lâu, anh quyết định đưa Baek Bum đến phòng khám nghiệm. Các đồng nghiệp nhìn thấy anh liền rất vui mừng. Sau khi đeo găng tay, mặc áo choàng phẫu thuật vào người, người đàn ông ấy đã trở lại. Ai biết lúc này Kang Hwin lại đến phòng khám nghiệm nói bắt Baek Bum lại, bởi thi thể đã bị đưa vào lò thiêu. Nhưng Baek Bum vẫn không bỏ cuộc, yêu cầu đưa thi thể bị đang bị đốt cháy đó về. Kang Hwin suy nghĩ một hồi liền đồng ý, thi thể được đưa trở về. Đó là một cái xác cháy đen. Tại thời điểm này, nó đã bị thu nhỏ lại. Tất cả bề mặt biểu bì đã bị đốt cháy, da hỏng toàn bộ. Lúc này, Sở Teo La đã đến, cô ấy cần máu trong tim của thi thể. Ngay cả khi chỉ có như vậy, nó cũng có thể chứng minh nguyên nhân thực sự của cái chết của anh ta. Sử dụng bức ảnh gốc làm sự tương phản, bọn họ phát hiện ra rằng móng tay đã bị cắt sau khi tử vong. Có thể anh ta đã chạm vào hung thủ trước khi qua đời. Vì vậy bọn họ đã đến nhà của người quá cố để tìm kiếm móng tay của nạn nhân. Susan nhận thấy có điều gì đó bất thường trên chân bàn. Đó là một mảnh băng nhỏ. Phía bên kia cha Su Ho phát hiện ra dấu vết của Tae-ju. Kang Hwin cũng đột nhiên nhớ tới trong buổi gặp giữa mình và Seo Jang Min, có một người khả nghi xuất hiện. Anh ta rất giống với Tae-ju. Anh ấy yêu cầu cha Su Ho tìm Tae-ju ngay lập tức. Susan cũng trở lại với bụi mà cô đã thu thập được và một mảnh móng tay nhỏ đã được tìm thấy. Họ đã đến nhà cho thuê để tìm nhưng không có kết quả. Khi bọn họ đến bệnh viện, bọn họ phát hiện ra rằng anh ta đã trốn đi. Sau đó, họ lái xe qua những con đường hẹp, đến một bệnh viện đen. Đây là nơi yêu thích của những tên tội phạm tìm chỗ để ẩn náu. Sau khi làm việc với viện trưởng, bọn họ cuối cùng đã xác nhận được vị trí. Sau bài phát biểu đầy nhiệt huyết của anh chàng, họ biết mục tiêu tiếp theo của Tae-ju là ai. Sở Teo La cuối cùng cũng có kết quả kiểm tra máu. Đầu tiên đã va chạm và gây xuất huyết bên ngoài. Sau đó, một cú ngã dẫn đến vỡ xương sọ, tiếp theo là xuất huyết dưới màng cứng. Hung thủ cẩn thận lấy đi tất cả các bằng chứng bất lợi, nhưng mảnh băng dính nhỏ đó đã thu hút sự chú ý của Baek Bum.
Tê Du thận trọng, thấy tình hình có vẻ không ổn, anh ta lập tức trốn sau một chiếc xe. Sau đó một người bước ra khỏi xe. Đó là con mồi tiếp theo của anh ta. Người đàn ông lặng lẽ đi vệ sinh. Không có gì ngạc nhiên, người đàn ông này không ai khác là Cha Su Ho. Nhưng hắn ta không chịu khuất phục, Tê Du cắn một miếng vào cánh tay của anh ta. Sau đó, Cha Su Ho tung ra những cú đấm liên tiếp, nhặt cây lau nhà lên đẩy Cha Su Ho ra và trốn thoát. Cha Su Ho đuổi theo và sau đó là một màn tấn công, nghi phạm bị khuất phục hoàn toàn. Tê Du lúc này vẫn mang thái độ nhởn nhơ. Kang Win sau đó thẩm vấn hắn, bằng chứng cũng được đưa ra. Nhưng Tê Du lại cư xử kỳ lạ, biểu cảm không khỏi kỳ dị. Đúng lúc này Bách Bưng đi đến, thông qua bộ đàm liên lạc với bên trong. Hung thủ không phải là anh ta. Anh nói vậy là có ý gì? Bách Bưng kiên nhẫn nhắc lại, nói rằng hung thủ không phải anh ta mà là một người phụ nữ. Sau đó, Giang Sung Du lấy ra mảnh băng dính. Hóa ra hung thủ đã được sử dụng băng dính để xóa sạch dấu vết của tội ác. Và băng dính này sử dụng răng để cắn. Nước bọt chứa DNA, và nó chỉ ra là của một người phụ nữ. Bởi vì có chứa son môi. Điều đó cho thấy, rất có thể hôm đó có hai người vào nhà. Đầu tiên là một người phụ nữ là hung thủ thực sự. Người thứ hai là người mà họ vừa bắt được. Điều đó có nghĩa là, khi Tê Du đến nhà Giang Minh để trả thù, anh ấy đã qua đời. Kang Huynh nhớ tới hồ sơ của gọi điều tra lúc đó. Anh đã biết hung thủ là ai? Lee Hae Sung đang phát biểu sôi nổi. Kang Huynh và những người khác đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh khán đài. Cô ấy bắt đầu hoảng loạn, lập tức uống một ngụm nước. Sau đó tiếp tục giả vờ thuyết giảng. Nhưng bọn họ không ngờ cô được lâu. Kang Huynh lấy nhật ký của gọi ra và nói với cô ta về việc ăn cắp Mai Thúy 10 năm trước và cuộn băng dính son môi trên đó, cùng mảnh nhỏ bị bỏ lại khi cô ta thu dọn hiện trường. Và cùng ly nước dính nước bọt và son môi vừa rồi, Susan ngay lập tức kiểm tra nó. DNA hoàn toàn giống như trên băng dính. Lee Hae Sung bất lực không thể tranh luận. Kang Huynh tiếp tục chỉ ra, vào ban đêm, cô ta đến nhà Giang Min. Trong khi anh ta rót nước, cô lập tức chuẩn bị sẵn, lấy ra một viên thuốc. Uống một ngụm nước. Do bị Seo Giang Min bắt quả tang đã buôn bán thuốc cấm. Để tham gia thành công vào cuộc bầu cử viện trưởng, cô ta đã đưa cho Seo Giang Min Bách Bưng một biên bản giám sát việc ra vào phòng chứa thuốc. Nhưng Seo Giang Min vẫn không có ý định buông tha cho cô. Anh ta sẽ không dừng lại cho đến khi Bách Bưng nhận ra sai lầm. Đối mặt với mối đe dọa của Seo Giang Min, cô ấy đã quyết định dùng hai loại thuốc đó. Ai biết được sau khi tìm thấy Seo Giang Min, lại biết được anh ta đã phát hiện ra một âm mưu gây sốc của cô ta. Cô ta đã che giấu tội ác của mình bằng cách đổ lỗi cho Bách Bưng về sơ suất y tế. Giang Minh không biết tại sao Bách Bưng lại chịu tội thay cho cô ta. Giang Minh cho rằng cô ta thậm chí không phải là bác sĩ, mà là tội phạm. Dưới những lời đó, trong khi Seo Giang Minh đang đứng lên, cô đã đẩy ngã anh xuống. Khi cô ta đưa tay ra để kiểm tra, cô ta lại bị Giang Minh cào một đường. Sau đó cắt móng tay của anh ấy để xóa dấu vết và ngụy trang hiện trường. Cuối cùng cầm cuộn băng lên và thu dọn mọi thứ. Cô ta khóc lóc, cho rằng mình là bác sĩ cứu người, sao có thể hại người. Nhưng Kang Huynh cho rằng cô nên thôi đạo đức giả. Cô có thể hại người trên bàn mổ, nhưng giờ thì không. Cô ta không thể thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật, không có câu chuyện đúng hay sai. Đó chỉ là quá khứ thuộc về Bách Bưng. Ưng Son tìm thấy Bách Bưng, để anh ta xem một bản báo cáo kết quả khám nghiệm tử thi một người bí mật. Bách Bưng nói người đàn ông thuận tay trái, bởi vì người thuận tay trái không thể tiêm thuốc vào cánh tay trái. Khi Bách Bưng nhìn thấy bức ảnh bên phải của mình, anh thấy có điều gì đó không ổn. Bách Bưng lấy ra một chiếc kính lúp, quan sát và phát hiện ra rằng đây là một vị trí có thể được thực hiện bởi những người thuận tay trái. Sau đó Mi Ho cũng tìm thấy hồ sơ y tế của người quá cố từ 10 năm trước. Các bác sĩ đã kê đơn thuốc kháng sinh và tiêm uốn ván cho anh, bởi vì anh ta đã bị thương bằng mũi kim trong quá trình phẫu thuật. Và điều này cũng phù hợp với hai mũi kim. Sau đó Ưng Son tìm tới Kang Huynh, anh vẫn bị ám ảnh bởi nguyên nhân cái chết của anh trai mình. Ưng Son lấy hồ sơ bệnh án của người quá cố ra. Thông qua bức ảnh, Ưng Son khẳng định nguyên nhân tử vong của anh trai anh là tự mình gây nên. Đây là sự thật, thực sự không phải do Bách Bưng làm hại. Đối mặt với bằng chứng về nguyên nhân tử vong của anh trai, Kang Huynh khóc vì đau buồn. Anh theo đuổi vụ việc trong 10 năm. Cũng chính tại thời điểm này, ranh giới đã bị phá vỡ hoàn toàn. Anh tới tìm trưởng công tố, nói mình muốn từ chức. Trưởng công tố nói rằng mọi người không phải là nhà hiền triết, không thể không có lúc mắc sai lầm. Kang Huynh kiên quyết, cho rằng mình không đủ tư cách để trở thành một công tố viên. Sau đó anh đã nộp đơn từ chức. Tiếp theo, anh đi tìm Bách Bưng, hỏi có phải anh là người đã phát hiện vết tiêm trên tay phải của anh trai anh không? Bách Bưng bình tĩnh đáp, bộ anh tưởng tôi không nhận ra bạn thân của tôi sao? Lúc này Bách Bưng mới tiết lộ. Anh vốn dĩ hẹn gặp Seo Giang Min ở trại trẻ mồ côi, nhưng sau đó Seo Giang Min đã không thể đến đó nữa. Bách Bưng hỏi Kang Huynh có phải mình là lý do khiến Lee Hae Sung ra tay với Seo Giang Min không? Kang Huynh cho biết Seo Giang Min đã trao đổi đoạn video với Lee Hae Sung vì nghĩ rằng nó chứa bằng chứng buộc tội anh.
Sau đó Kang Win lấy ra hai lọ thuốc tìm được ở nhà Baek Bum. Nếu Baek Bum thật sự ra tay với anh trai mình, anh ấy sẽ không thể giữ thuốc tại nhà. Kang Win hỏi hắn vì sao lại đi trộm thuốc. Lúc này anh mới biết, vốn Baek Bum đã hôn mê một tuần sau vụ tai nạn xe hơi. Khi tỉnh dậy, anh biết So-hee đã qua đời. Mà Kang Jong cũng tìm tới cửa, chất vấn Baek Bum tại sao anh lại là người duy nhất còn sống trở về. Tại sao anh muốn So-hee chết? Baek Bum chỉ có thể tự trách bản thân sâu sắc. Baek Bum không muốn giải thích, chỉ muốn ôm lấy tất cả trách nhiệm. Nghe nói thai nhi trong bụng So-hee là con gái. Kang Jong nghe vậy, mang theo nỗi buồn rời đi. Đây cũng là lần cuối cùng Baek Bum nhìn thấy hắn. Vì vậy, Baek Bum đã bí mật trộm thuốc. Có thể rời khỏi thế giới này mà anh không có hoài niệm. Anh không dám hạ xuống, anh ghét bản thân mình là một kẻ hèn nhát. Lần duy nhất mở lòng mình, Baek Bum nằm xuống, Kang Win hạ tay xuống. Điều đó có nghĩa là anh ấy cũng đã buông bỏ nỗi ám ảnh của mình. Để biết tất cả sự thật, anh ấy đã mất tới 10 năm. Và Baek Bum là nhân chứng hiền lành nhất. Kang Win đặt hai đồ vật để lại. Chính là hai lọ thuốc và một chiếc nhẫn cưới không bao giờ có thể được trao. Hôm nay, Oman sang lên kế hoạch tìm tra chủ tịch của mình để phục hồi chức vị. Vì cái chết của vợ anh ta, giá cổ phiếu của công ty sụt giảm nghiêm trọng. Nhưng chuyện cũ vừa kết thúc thì chuyện mới đến. Nhưng khi chủ tịch nhìn thấy video trên màn hình, ông đã rất tức giận, ngay lập tức xé đơn xin phục hồi chức vị của con trai. Ông nói với hắn ta rằng đừng nghĩ tiền có thể cứu mạng mình. Có biết bao nhiêu người đang chờ đợi anh ta bị sa thải. Nói xong, ông tức giận rời đi. Ai đó đã tố cáo chuyện này. Oman Sang cũng bất lực, chán nản. Anh ta ngồi uống rượu, chế nhạo một căn phòng đầy luật sư đều vô dụng. Nhìn thấy luật sư Han ở bên cạnh, anh ta bắt đầu nổi lên ý tưởng. Anh ta nở nụ cười xấu xa. Luật sư Han chỉ có thể vội vã bỏ đi với lý do bào chữa. Hắn đứng dậy đi theo. Nhưng ngày hôm sau, vị thái tử ngày thường kiêu ngạo và độc đoán. Lúc này, anh ta đang quỳ gối. Sau khi nhìn thấy tài xế bị chính mình sỉ nhục xuất hiện, anh ta lập tức bắt đầu xin lỗi. Nhưng tài xế không chấp nhận, bởi vì có những người đang quay video bên cạnh họ. Tài xế bảo anh nhanh chóng rời đi, nhưng anh ta lại lao đến ôm đùi tài xế không chịu buông tay. Cho đến khi tài xế tức giận và hất anh ta ra. Cuối cùng, hiệu ứng video đạt được. Quay trở lại xe, họ vội vàng đăng tải video lên mạng. Rất nhanh xuất hiện bình luận của cư dân mạng. Những người bên dưới lập tức lên tiếng bênh vực, tội nghiệp thay cho Oman Sang. Ngày hôm sau luật sư Han tìm đến cửa. Cô muốn Oman Sang xin lỗi vì hành động xấu xa của mình. Khỏi phải nói cũng biết là Oman Sang phản ứng như thế nào. Anh ta đã làm nhục cô ấy. Nhưng Oman Sang, người có bản chất không thể lay chuyển, nghĩ rằng cô ấy chỉ muốn tiền, liên tục kích thích cô ấy bằng lời nói. Nhưng Han Ji-won chỉ muốn một lời xin lỗi công khai. Sau đó, hãy để anh ta bị pháp luật trừng trị nghiêm khắc. Nếu không, cô ấy sẽ trực tiếp làm việc này. Và lấy ra một đoạn ghi âm mà cô ấy đã lặng lẽ ghi lại. Bên trong ghi lại hành vi làm nhục cô ấy của anh ta. Oman Sang cho cấp dưới một cái nhìn. Thật bất ngờ, ngày hôm sau luật sư Han bị phát hiện đã qua đời trong xe. Một phút mặc niệm, bác sĩ Ma Do Nam bắt đầu kiểm tra. Anh ấy phát hiện không có bất thường ở bên ngoài toàn bộ cơ thể, chỉ có một vết phồng rộp trên cánh tay trái. Điều này là do bỏng và sau đó đã làm vỡ vết thương. Sau khi kiểm tra, bọn họ thấy rằng trái tim cũng khỏe mạnh, ngoại trừ một vết bỏng trên cánh tay của cô ấy. Nguyên nhân tử vong chỉ có thể được xác định tạm thời là không rõ nguyên nhân. Nhưng Eun Son cảm thấy rằng nhất định phải có manh mối. Và cha Su Ho phát hiện ra bằng cách điều tra hồ sơ cuộc gọi của cô ấy. Han Ji-won đã liên lạc với đường dây tố giác của đài truyền hình nhiều lần và tố giác về hành vi đê tiện của Oman Sang. Nhưng trước khi họ có thể nhìn thấy cô đã về với ông bà, trưởng công tố, người đang làm việc trong văn phòng và sắp nghỉ hưu. Anh nhấc điện thoại lên với vẻ mặt nịnh nọt. Có vẻ như giữa họ đã có một cuộc trao đổi gì đó. Hôm nay Oman Sang cũng đến, nhưng anh ta không đến phòng điều tra. Thay vào đó, anh ta lại ngồi trong văn phòng cùng trưởng công tố uống trà. Anh ta không ngoại lệ cũng muốn thu phục công tố viên Jo Ji-han, mới được bổ nhiệm xuống nước. Jo Ji-han khéo léo từ chối, nhưng anh ta lại đổi cách mời chào, cho rằng có một người phụ nữ dạy kèm một mình trong một tháng, anh nhất định sẽ tiến bộ. Jo Ji-han cảnh báo anh ta nên cẩn thận hơn với phụ nữ. Chẳng phải vì họ mà anh mới liên tục vào đây sao? Có thể thấy, Jo Ji-han là một người ngay thẳng. Điều này khiến Oman Sang trông có vẻ xấu hổ. Cùng với sự xuất hiện của Eun Son, Oman Sang xin lỗi và chuẩn bị rời đi trước khi đi. Hắn cũng không quên cho Eun Son một ánh mắt dữ tợn. Ai biết rằng trưởng công tố lại đưa cho Eun Son một loạt ảnh, nói rằng đây là tất cả bằng chứng ngoại phạm của Oman Sang vào ngày Ji-won qua đời. Anh ta thậm chí còn ép buộc Eun Son ngừng theo dõi vụ án. Hãy để công tố viên Do hoàn toàn chịu trách nhiệm. Sự hoang mang của vị mục sư khiến Eun Son bối rối. Nhưng Do Ji-han thông minh từ lâu đã nhìn thấy manh mối. Bảo trưởng công tố để Eun Son điều tra vụ án với anh ta. Ông ta không thể từ chối. Nhưng vấn đề hiện tại, trên báo cáo khám nghiệm tử thi của bác sĩ Ma Do Nam không rõ nguyên nhân tử vong. Bọn họ không có manh mối. Eun Son đã nhờ vả Baek Bum.
Beckburn nhìn vào những bức ảnh của người quá cố. Sinh thiết sau đó được thực hiện. Điều kỳ lạ là hàm lượng canxi trong cơ thể người quá cố thấp bất thường. Khi được biết rằng người quá cố đã bị bỏng bởi cà phê nóng vào ngày hôm trước, Beckburn nhận thấy có điều gì đó không ổn. Và mức canxi trong máu đã thấp trước khi tử vong. Stella cũng phát hiện ra rằng, trong máu của người quá cố có quá nhiều fluor và hydro. Sự kết hợp của cả hai tạo ra acid hydrofluoric. Đó là ai đó đã thêm acid fluoric vào cà phê, và rồi đổ nó lên trên người cô ấy. Điều này dần dần dẫn đến thiếu hàm lượng canxi, tử vong do ngừng tim. Sau đó, họ tìm thấy camera giám sát vào thời điểm đó. Bọn họ phát hiện ra rằng ai đó thực sự đã làm đổ cà phê lên người Jiwon. Sau đó, họ đến đồn cảnh sát để theo dõi. Không ngoài mong đợi, họ đã tìm thấy dấu vết của người đàn ông đó. Kết thúc trong một khách sạn. Đến với khách sạn, do Jihan không nghĩ rằng người đó sẽ trả tiền trực tuyến. Tiền mặt chắc chắn sẽ được sử dụng để giữ kín danh tính của hắn ta. Lúc này, do Jihan nhìn về phía một tờ quảng cáo cho phép anh ta thu hẹp tìm kiếm của mình. Sau đó cảnh sát hình sự đã cải trang thành bồi bàn và đến phòng của nghi phạm để giao thức ăn. Nhưng anh ta nhanh chóng phát hiện ra và tấn công đối phương. Cảnh sát trẻ bị khuất phục. Khi trốn ra bên ngoài, anh ta bị Cha Su Ho đá một cước. Hai người lao vào nhau. Cha Su Ho không kiểm soát được và bị ngã vào ghế sofa. Hắn ta thấy tình huống bất lợi đã sử dụng cảnh sát trẻ kia làm con tin. Cha Su Ho lấy một chai nước, nói dối anh ta rằng đó là acid hydrofluoric. Cha Su Ho trực tiếp hất vào mặt anh ta. Điều này khiến kẻ giết người sợ hãi. Trong khi anh ta đang hoảng loạn thì bị cảnh sát lao tới khống chế. Họ ngay lập tức đến công ty để chuẩn bị cho việc bắt giữ Oman Sang. Nhưng lúc này lại bị luật sư của Oman Sang và một số người chặn lại. Do Jihan lập tức mời một đám phóng viên. Để ngăn chặn dư luận có tác động tiêu cực đến công ty, luật sư Du đành phải bước sang một bên và cho họ vào. Kết quả là, khi đến văn phòng, Oman Sang đã bỏ trốn từ lâu. Anh ấy đến chỗ bố mình. Thấy bố bước vào cửa, anh ta ngay lập tức quỳ xuống và cầu xin bố cứu anh ta. Nhưng người cha chủ tịch lại lạnh lùng nói, lần này tội lỗi đã được thực hiện, anh không thể giải quyết nó bằng tiền. Nhưng anh ta không thể vào tù được. Thà chết còn hơn. Không ngờ là người bố lại nói, vậy thì chết đi. Cảnh sát tìm thấy hiện trường vụ tai nạn xe hơi. Một chiếc xe hơi lao vào chiếc xe bồn chở dầu. Hậu quả, chiếc xe bị thiêu rụi hoàn toàn. Chúng bị đốt cháy đến tận xương. Và nạn nhân được cho là Oman Sang. Luật sư của anh ta xuất hiện, ngay lập tức cho rằng, người chết thì không đối chứng. Chỉ có thể kết thúc vụ án. Tuy nhiên, trong mắt Beckburn, xương cũng là một thi thể. Cũng tương tự, cái chết không phải là kết thúc. Câu chuyện cuối cùng để lại sau khi qua đời. Mà pháp y, đó là người cuối cùng lắng nghe câu chuyện.